Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lót giày thì bên shop lại về số lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, lót giày quế. Hàng dùng thì các bác dùng nó sẽ gọi là chống hôi chân rồi chống da mồ hôi chân rồi nói chung là các bác dùng là rất là an toàn luôn. Đây, lót giày quế thơm này. Đấy, chất lượng số 1 Việt Nam luôn. Con này dùng cực kỳ an toàn. Các bác dùng để mình lót giày để chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rồi là chống bị nấm mốc các thứ nhá. Giá thì sẽ là 10k trên một đôi lót giày như này. Lên đây là lót giày quế 10k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ đôi nạo Đức này, bộ đôi nạo Đức. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc này, một chiếc nạo ngang và một chiếc nạo dọc như này. Đấy. Cái này thì em gọi là nạo dọc này. Đấy, nạo dọc và cái này thì gọi là nạo ngang nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy. Thì một đôi nạo Đức như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi nạo như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Cực kỳ hạt rẻ nhá. Hai chiếc nạo như này mà giá chỉ có 70.000 thôi. Lên mã cho em là bộ đôi nạo Đức này. Đấy, bộ đôi nạo này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá sẽ là 70k nhá. 70k trên bộ đôi nạo Đức như này. Tiếp theo thì cái chảo than chảo tổ ong này, chảo lưới tổ ong bên shop lại về nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo tổ ong chống dính cực kỳ tốt luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga đều ok hết nhá. Bếp từ bếp ga đều ok hết này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới chống dính như này. Đường kính của nó vào khoảng là 27 28 cm nhá. Có quai cầm như này, chốt đinh cực kỳ là ngon và chống nóng rất là tốt nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, chảo thì sẽ là hàng khá là dày dẫn chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn và có tráng chống dính này, rồi là có dập lưới chống dính như này. Các bác lên mã giúp em đó là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Con này thì đường kính khoảng 27-28 cm. Chảo tổ ong giá sẽ là 140.000 thì cái chảo tổ ong như này nhá, 140k thì con chảo tổ ong như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mới con sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhá. Đấy, nó sẽ là bao gồm là một thân máy như này, Osaka Japan này. Con này sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là đây. Đấy, điện 220V này, công suất của nó sẽ là 350W nhá. Các bác có thể dùng để xay cua, xay tôm, xay cá, xay thịt, xay sinh tố đều ok hết nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kép như này con này. Đây, một bộ lưỡi kép như này bao gồm là bốn lưỡi như này nhá, bốn lưỡi sắc bén cho các bác luôn. Bốn lưỡi sắc bén như này các bác này, dùng thì rất là thích luôn các nhá. Đó. Và các bác chỉ cần đặt vào máy như này là mình sử dụng thôi. Đây, đặt vào máy này, sau đó thì mình nhấp như này là máy sẽ chạy nhá. Sử dụng điện 220V, dùng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka, giá của nó sẽ là 145.000 nhá. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka này, 145k nhá. 145k cho một con máy xay Osaka như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái bộ móng tay và đựng trong một cái ví như này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, 1 2 3 này. Đấy, một cái bấm to, một cái bấm nhỏ và một cái bấm khóe. Đấy, nó lệch như này. Bộ nhíp này, kéo tỉa lông mũi này, đầy đủ bộ phận như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 thôi, 60.000. Lên mã giúp cho em là bộ ví hồng nhá. Giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác lên cho em là ví hồng này. Đó. Ví hồng. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải. Cái này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một vỉ bàn chải, hàng của Nhật như này nhá. Đấy. Hàng này thì tiêu chuẩn là chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Bác nào hay bị cái chứng viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Đấy. Làm sạch hoàn toàn và dùng thì rất là tốt luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhé, chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy, vỉ bàn chải giá cực hạt rẻ luôn, 25k cho một vỉ như này nhá, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 chiếc, 6 chiếc bàn chải hàng nội địa của Nhật như này mà giá chỉ có 25k thôi. 6 cái này đầy đủ màu sắc cho các bác luôn nhá. Đấy, chất liệu là lông tơ cực kỳ là mềm mảnh luôn, chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Vì bàn chải giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái con máy này. Các bác lên mã giúp cho em đó sẽ là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột. Con này thì
Công năng của nó thì giúp là đuổi chuột, đuổi côn trùng, đuổi kiến gián nhé. Đấy, chuyên để đuổi chuột, côn trùng, kiến gián này. Đấy, chuyên để đuổi chuột, đuổi côn trùng, kiến gián. Và giá của nó sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột, côn trùng, kiến gián như này. Lên xem là máy đuổi chuột này, máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Máy đuổi chuột 35.000 nhá. Mắt xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đấy, giá chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cân tiểu ly nhá. Đấy, giá thì sẽ là 5k cho con cân 5 như này. Các bác lên máy cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân cho các bác được là 5kg nhé. Đấy, cân cho các bác được là 5kg. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 50.000 cho một con cân 5 như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ và là các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhé. Lên máy giúp cho em là cân 5. Đây các bác này, đấy. Hàng này về thì nó sẽ có lô có pin và lô không có pin nhá. Lô này thì lại có pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em này. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào là mình dùng này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, bật nguồn lên các bác này. Đấy, bật nguồn lên sau đó thì mình cân thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ em cân cái điện thoại của em này. Con điện thoại của em đang là 220g này. Các bác nhấn nút nguồn này. Đấy, nhấn nút nguồn này nó sẽ về không và các bác cân cái bộ ví hồng này. Đấy, cân bộ ví hồng là 184-185g này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đó, thì các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn chức năng trừ bì cho em. Ngoài ra thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5 này. Cân 5, giá sẽ là 50k cho em cân 5 như này nhá. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ khoan mini như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, đấy, một thân máy và tất cả các cái đầu vít này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe mẹ con đầy đủ cho các bác này. Đấy. Có những cái đầu vít nhỏ này để các bác đưa vào các cái ốc vít khó này. Đó. Sau đó thì sẽ có cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy như này các bác này. Đấy, đây. Máy thì chạy rất là khỏe và con này thì nó sẽ có thể đảo chiều được luôn các bác này. Có thể đảo chiều được các bác này. Rất tiện luôn nhá. Máy thì chạy rất là khỏe luôn. Có cho các bác các cái đầu vít như này thì các bác tháo lắp vít này. Rất là tiện ích nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây mã cho em là máy vít nhá. Đấy. Có cả đầu lục giác luôn nhá. Có cả đầu lục giác này. Lục giác của nó thì sẽ là từ 4 đến 12 nhá. Từ 4 đến 12. Đó, từ 5 đến 12 cho các bác. Đấy. Đầu lục giác và đầu vít các cái chi tiết đầy đủ như này. Mà giá thì cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng theo mà lên video, trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là cái túi vuông các bác này. Túi vuông thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu xanh như này các bác nhá. Đấy, màu nâu và màu xanh. Túi thì chiều cao khoảng 25, chiều rộng 20 và cái chiều ngang này của nó banh ra hết thì nó vào khoảng là 10cm. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây đeo bên trong như này. Chất liệu này của em thì nó là 100% là da bò tự nhiên các nhá. Da bò tự nhiên này. Đấy, các bác có thể về là các bác có thể dùng để test này. Đấy, đây, cái này nó rất là sắc nhá. Đây, em cào này các bác này, không hề có một vết nào luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây, em cào không hề có vết gì nhá. Đấy, hoặc các bác có thể dùng để mình gọi là đây, em cào con này. Đấy. Đây, cái này mà cào là chảy máu tay luôn đấy, mà đây không có vết gì luôn nhá. Hoặc các bác có thể dùng lấy máy lửa các bác đốt thoải mái luôn thôi em. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là túi vuông có hai màu, màu xanh và màu nâu. Giá sẽ là 180.000 cái túi vuông nhá. Lên cho em là túi vuông này. Túi vuông, giá sẽ là 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đây. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này. Một dây, một củ sạc, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ bao gồm là một dây và một củ sạc như này nhá. Đấy, hàng của iPhone nhá. iPhone. Đấy, dòng của iPhone
iPhone 14 Pro Max các bác nhé. iPhone 14 Pro Max giá của nó sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k thì cái dây sạc nhanh iPhone như này. Một củ một dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Và giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 25.000 cho một hộp này thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là găng tay bằng lụa nhá. Đấy, găng tay bằng lụa. Thì nó dùng nó rất là dai, mềm mịn và nó bám tay. Thì các bác dùng nó rất là thích đây. Đấy. Một hộp là 25 chiếc găng tay bằng giấy bóng lụa như này nhá. Giấy bóng lụa thì rất là mềm dai luôn. Tay người lớn, tay trẻ em, rồi tay to, tay nhỏ đều dùng được hết. Nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Có cái độ co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là sướng này. Đây các bác này. Đấy, rất là dai luôn, rất dai luôn. Và có cái độ co giãn nhất định nhá. Dùng nó rất là sướng luôn. Các bác có thể dùng đựng thực phẩm, dùng để mình bóp nem, bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là dọn dẹp vệ sinh đều được hết nhá. Rất dai luôn các bác này. Rất dai luôn. Nó là giấy bóng lụa thì nó rất là dai nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã cho em là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn này. Giá sẽ là 25k trên một hộp này bao gồm là từ 80 đến 100 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái gắp như này các bác này. Đấy, để các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn này. Đây ví dụ như đây là con cá này. Các bác có thể lật con cá này hoặc là nem rán hoặc là nói chung là tất cả cái đồ chiên, đồ nóng này. Các bác lật qua lật lại cho em. Đấy. Lên cho em là gắp nóng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 trong con gắp nóng như này. Nhà nào chế biến đồ ăn thực phẩm thì cũng vẫn phải dùng con này, nó rất là tiện luôn, bằng inox sạch đẹp nhá. Lên cho em là gắp nóng này, đó. Gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cái gắp nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá, để mình sử dụng, để mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt rồi sử dụng đa di năng được luôn. Thì các bác dùng con này nó rất là tiện. Về mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em là mình dùng thôi. Rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái gắp như này các bác này. Kèm một cái gắp như này. Đấy, về nhà các bác rửa sạch vệ sinh đi, sau đó thì các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Đấy, bỏ vào khay đá cũng được, bỏ vào ngăn đá. Thì khi mà các bác dùng thì mình lấy ra mình cho vào cốc bia, cốc đá thì mình uống nó sẽ còn nguyên cái độ ngọt của nó các bác nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Đấy, vật mũi đứng thì các bác đặt ở đây cho em. Đấy, khi nào các bác dùng chức năng là bắt mũi tự động thì các bác sẽ cắm cái nguồn này vào nhé. Và bật lên cho em như này là con mũi nó sẽ bay và nó sẽ chập này. Đấy các bác nhá. Còn bình thường thì các bác sử dụng bình thường thì các bác dùng chức năng bắt mũi tự động hoặc vật mũi này. Đây các bác này. Đấy. Chập rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ có 3 nấc này, tắt đi này và nấc số 1 này. Đấy, và nấc số 2 nhá. Đấy, bắt mũi thì các bác dùng bình thường này cho em. Đấy, chập rất là mạnh luôn. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con vật mũi đứng như này. Hàng thì nó sẽ là đây. Đấy, có các cái thông số đây này. Lên tới 300V luôn nhá. 300V này. Đấy. Đây, chân sạc chân giếc của nó này. Các bác đặt vào cái đế này là xong. Đặt vào cái đế này nó sẽ tự sạc cho bác luôn. Lên cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng, giá của nó sẽ là 150k. Đó, 150k cho cái vật mũi đứng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi và kèm cho các bác là một lọ kem và một cái bàn cạo như này. Đấy, một lọ kem, một bàn cạo và 30 lưỡi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, một hộp kem và một bàn chải này. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này nhá. Đấy, dòng lưỡi kép như này thì dùng rất là tiện ích luôn. Lưỡi kép sáng bóng các bạn dùng rất tiện ích, và một bộ này các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em nhá. Đấy, dùng quanh năm ngày tháng cho em. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kem như này mà giá chỉ có cho các bác là đi 60k thôi. 60k nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này, giá sẽ là 60.000. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc đấy. Về thì nó sẽ có cho các bác là mấy màu như này nhá. Đấy, mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đó, giá thì chỉ có 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 1m4. Chiều ngang là 70 và chiều dài là 1m4 nhá. Rất to luôn các bác này. Đấy.
ngang 70, dài 1m4. Các bác có thể choàng lên cả người luôn. Thì các bác dùng để mình tắm xong mình lau khô nhá. Đấy, hoặc là mình dùng rất là tiện ích luôn, mang đi tắm biển, tắm biển cũng rất là tiện ích này. Một mặt là bông thô, mặt bông mịn, chất liệu 100% bông tự nhiên, thấm hút nước tốt nhá, dùng rất là thích luôn. Đấy, màu thì sạch đẹp nhã nhặn các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc khăn này thôi các bác. Đấy, 40.000 cho một chiếc khăn như này các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm nhá. Giá thì sẽ là 40k cho khăn tắm Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Khăn mặt thì cái này nó sẽ là theo bán theo chiếc, 20.000 sẽ là 3 cái nhá. 20.000 là 3 cái. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 20.000 cho 3 cái. Đấy thì các bác có thể dùng để mình rửa mặt này. Đấy, hoặc nhà có khách có khứa này, hoặc là ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn ghế, lau bát, lau đũa rồi mình để mình dùng ra, rất là tiện, dùng vào việc gì cũng được. Nhà có cỗ có bàn mình sử dụng để mình lau tay, lau chân đều ok hết nhá. Hoặc nhà có khách có khứa thì phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích, sạch sẽ các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 60k trên 10 cái thôi. Đấy, 60k nhá, 60k trên 10 cái này. Trên 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k trên 3 cái nhá. 20.000 3 cái và 60.000 trên 10 cái các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật to này. Đấy, khay chữ nhật to. Cái khay chữ nhật to này bao nhiêu đấy? Khay chữ nhật to nhé. Con này sẽ là 40.000 cho một khay chữ nhật to như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay và một cái nắp như này nhá. Một khay và một cái nắp như này. Thì nó rất là tiện ích các bác này. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, inox 304 này. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín này, chế biến thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Ưu điểm của con này nó sẽ có cái nắp đậy như này thì các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, không sợ bị bẩn, bị bụi hoặc là nói chung là côn trùng xâm nhập. Đấy, và hàng thì đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đấy, bên ngoài này nó đều còn đang bọc giấy bóng chống xước hết các bác. Đấy, chống xước hết. Inox 304 đẹp sáng bóng nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là 1 lít nhá, vào khoảng 1 lít. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 1 lít đến hơn 1 lít một chút. Đấy là con này. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 20 cm, chiều dài thì khoảng 25 cm và độ cao thì vào khoảng là 7 cm. Nó rất tiện ích luôn. Lên cho em đó là khay chữ nhật to nhá. Đấy, khay chữ nhật to. Minh ơi, lấy anh cái khay bé. Khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. 40.000, lấy cho anh cái khay bé nào. Đấy, hết mất rồi. Rồi ok các bác nhá. Đó thì khay chữ nhật to giá sẽ là 40k cho một khay chữ nhật to như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop sẽ có một cái số mã giảm giá 70% cho các bác nhá. Đó. 70-80% luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là cái cây gãi lưng các bác này. Cái này các bác có thể rút ra như này. Chiều dài của nó vào khoảng là 40 cm. Đó. Và cái đầu này của nó thì nó là bằng sừng nhá. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn, và cái thân này bằng inox có quai đeo như này. Con này thì bên shop đang bán là 30k. Hôm nay thì sẽ xả kho tri ân cho bác, giá chỉ còn là 10k thôi. Lên mã giúp cho em đó là gãi lưng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gãi lưng này. Đó. Gãi lưng, giá của nó sẽ là 10k nhá. Đấy, chỉ có 10k cho một em gãi lưng như này thôi. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện. Các bác có thể vòng về đằng sau để mình gãi kỳ cọ này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Bằng inox sáng bóng đẹp, các bác có thể treo lên đó thì lúc nào mình cần dùng thì mình rút nó ra như này chứ. Đó. Lên mã giúp cho em là gãi lưng nhá. Giá của nó sẽ là 10.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái búa vàng nhá, búa vàng. Con này thì bên shop đang bán là 101, đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là búa vàng nhá. Búa vàng này. Đó. Búa vàng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con búa vàng như này, chỉ có 80.000 thôi. Giá siêu tốt luôn. Con này ở đây thì bên trong của nó sẽ là một con búa có kèm một con tô vít như này các bác này. Đấy, một tô vít như này. Và đây thì con tô vít này nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này nữa này. Đấy, một cái đầu tô vít nhỏ này nữa này. Đấy, một đầu tô vít nhỏ như này. Rất tiện các bác, thấy không? Đây. Đấy, và rất nhiều các cái đầu vít khác nhau nữa các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình lắp đặt cho em này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và con này thì nó bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Rất đẹp các bạn, bằng đồng như này rất là đẹp và rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là búa vàng này, rất tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một con búa như này.
các bác có thể dùng để mình làm thợ kim khí này, làm nghề hoặc mua để siêu tầm cũng rất là đẹp luôn. Đó, làm thợ kim khí làm nghề. Bên theo là búa vàng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cưa xích nhá. Đấy, cái này nó là thuộc dạng là cưa dây xích. Đấy, con này bên em đang bán là 30.000. Đợt này cũng về cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ còn 20k cho một con cưa dây xích như này. Đấy, cưa dây xích như này nhá. Đấy, lên cho em là cưa dây xích này. Đây nó sẽ là một cái cưa rất là tiện ích luôn. Hai đầu của nó là có cái quai cầm như này. Đấy, có cái móc như này. Đấy, và dây của nó là được đai kẹp chì cái thứ rất là chắc chắn luôn này. Đấy, đai kẹp nhôm như này. Và đây nó sẽ là một cái dòng cưa rất là tiện ích này. Các bác có thể dùng để cưa ống nước này, cưa các cái cây cảnh, rồi nói chung là đa di năng hết nhá. Đấy, con này thì nó cưa cũng đa di năng cho các bác luôn. Giá thì chỉ đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ còn có cho các bác là 20k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, cưa dây xích này. Cưa dây xích giá của nó sẽ là 20k. 20.000 cho một cưa dây xích này. Đấy, ví dụ những cái phần ống nước này các bác không cho máy móc vào được này, mình cưa bằng tay cho em rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Con này nó là cái dòng siêu tiện dụng luôn. Đấy, mình cưa này, sau đó thì mình lắp đặt ống vào cho em là xong này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành đều được hết nhá. Đấy, cây gỗ, cây giếc các bác có thể dùng mình cưa nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây, cưa cây gỗ cho các bác xem này. Đấy, đây là cưa ống nước này. Còn cưa được cả cây gỗ, cây giếc luôn, nói chung là rất tiện này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k thôi. Lên cho em là cưa dây xích giá sẽ là 20.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái pin 18650 các bác này. Đấy, pin 18650. Đó. Thì cái này bên trước đang bán là 30.000 nhá. Pin 18650. 18650 đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn 20k thôi. Đây, pin Li-ion này. 18650 6800 mAh và 3,7V. Đấy, lên mã giúp cho em đó là pin 18650 nhá. 18650 này, 18650. Giá sẽ là 20k nhá, đang bán là 30k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20.000 thôi, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 100. Đấy, đợt này cũng thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn 9.000 cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này nhá. 90k thôi, giá cực tốt luôn. Dây thì nó sẽ là dài từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy, dây là dây siêu mềm, dây chống rối. Dây siêu mềm chống rối dài từ 1m2 đến 1m5. Phương ơi, lấy cho anh kia sen inox dài từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đó, và sẽ có đầu kết nối như này để các bác kết nối vào cái đầu vòi xịt này. Tất cả đều bằng inox 304, su 304 chống han rỉ các bác nhá. Về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái luôn. Và đây là cái đầu để các bác bắt vào nguồn nước này. Đấy, và có giá đỡ đi kèm luôn nhá. Giá đỡ đi kèm như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đợt này thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ còn 90k cho một cái dây vòi xịt vệ sinh như này thôi. Đấy, 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá thanh lý ưu ái cho các bác rất tốt luôn. Thì hôm nay nó sẽ là một cái video tri ân khách hàng xả kho đồng loạt cho các bác luôn nhá. Đấy, xả kho tới 70% luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em là sen inox nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen inox hàng của Nhật như này. Đây. Đấy, Osaka Japan này, một sen inox hàng của Nhật như này. Một dây dài cũng khoảng từ 1m2 đến 1m5 và một cái giá đỡ ở đây. Đó, thì một cái bộ sen inox như này. Bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là cái sen inox này bao nhiêu đấy? 110.000 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen inox này. Đó, sen inox giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái sen inox như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen inox. Giá của nó sẽ là 110k. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn, để các bác có thể mua để mình sử dụng nhá. Giá thì rất là đẹp rồi. Đấy, hàng của Nhật, Osaka, Japan, rất là chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng ưu ái gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Nên đã giúp cho em đó là sen inox, cả sen cả dây này có 101 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn. Các bác lên đã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo thì sẽ bao gồm là một đèn và một cáp sạc như này. Ở đây thì nó sẽ có nam châm này, có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít cho các bác luôn. Có cái giá đỡ như này và có móc khóa này, có móc để các bác treo khóa này. Có phần khui bia nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là nút nguồn này, bật lên này. Chế độ của nó là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đó. Con này thì bên shop đang bán là 40.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn 20k thôi nhá. 20.000 thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Đèn cúc áo này. Đó. Đèn cúc áo giá sẽ là 20k, giá không tưởng luôn các nhá. 20.000 cho một con đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Con này thì bên shop đang bán là 35.000. Đợt này cũng xả cho các bác giá chỉ còn là 30k thôi. Đấy, 30k cho một em chổi cọ bàn ghế như này nhá, 30.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chiều dài khoảng là gần 40 cm, và cái phần lông này thì là 7 cm, và chiều rộng của nó vào khoảng 20 cm. Đấy, thì các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế, đánh màng nhện màng nhiễu rất là ok luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Đấy, chổi cọ bàn ghế 30.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn trải điện nhá, bàn trải điện đây. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ bàn trải điện như này. Đấy, ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu bàn trải và một thân máy nhá. 4 đầu và một bàn trải và một thân máy như này các bác này. Đấy, 4 đầu bàn trải một thân máy. Con này thì bên shop đang bán là 60.000 nhá. Đợt này cũng xả kho cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ còn 50k cho một cái bộ bàn trải điện như này thôi. Đây, về nhà thì các bác bật nguồn lên cho em này, giữ nút nguồn này bật lên này. Đấy, các bác giữ lì này nó sẽ lên nhá. Đấy, con nào mà hết pin thì về nhà các bác cố gắng sạc pin vào cho em. Đấy. Đây, tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút và có rất nhiều chế độ luôn. Làm sạch, làm trắng răng, rồi chống viêm, níu viêm, lại đau, lại chảy máu trên răng các bác này. Đấy. Nó rung rất là mạnh các bác nhá. Tần suất dần rung của nó là 32.000 lần trên 1 phút nhá. 32.000 lần trên 1 phút thì con này rất là tiện để cho các bác có thể dùng làm vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy. Đang bán là 60.000, bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc này và 4 đầu bàn trải như này. Đấy. Tính ra các bác mua vào chưa đến tính ra vào chỉ hơn 10.000 thôi, hơn 10.000 cho 4 cái bàn trải rồi. Các bác mua như vậy là mua bàn trải đấy chứ không phải mua máy nhá. Đấy, bàn trải sợi lông tơ mềm mảnh ngon lành cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn trải điện nhá. Đấy, bàn trải điện này. Bàn trải điện đang bán là 60k. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 50k thôi, 50k. Đấy, giảm giá cho bác còn 50k cho các bàn trải điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop sẽ về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bột, các bác lên cho mã giúp cho em đó là tẩy xanh nhá. Con này sẽ là 25.000. Đấy, 25k cho một lọ tẩy xanh như này. Dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 250g, 250g thôi nhá. Đó. Thì con này các bác chuyên dùng để mình tẩy son, tẩy nồi này, vành bánh xe và thân vỏ xe. Nó giúp làm sáng bóng, vệ sinh rất là tốt luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Quảng cáo của mọi người cũng bình thường nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy xong nồi đa năng này. Không biết nó có được tốt như quảng cáo không, mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Đấy, rất tiện luôn các nhá. Tẩy xanh giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho cái hộp tẩy xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về ra sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá, bóng tròn tích điện. Cái bóng tròn này bao nhiêu đấy? 80.000 cho một cái bóng tròn tích điện như này các bác này. Đấy, con này thì rất là sáng luôn, và nó có cho các bác là công suất mặc định của nhà máy là 120W này, năm có chân sạc cho các bác luôn. Đây, rất sáng này. Các bác có thể treo lên như này ở ngoài trời, nó sẽ tích điện chống mưa nắng thoải mái luôn. Đấy, công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất đây. Có kèm cho các bác là một viên pin và một điều khiển luôn, rất tiện các bác, để các bác có thể dùng từ xa để mình tắt bật từ xa cho em. Đó, sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy, các bác cũng dùng sơ cua khi mà mình mất điện này. Đấy, hoặc là ăn cơm ăn nước cần các bác sử dụng cho em. Thời gian nếu mà các bác sạc đủ điện thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Lên mã giúp cho em đó là bóng tròn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một quả bóng tròn như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đầy đủ bao gồm cho các bác là một bóng này, một chân sạc, một điều khiển luôn, và một đôi pin nữa nhá. Đấy, lô này về thì có cả sẵn pin cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bóng tròn nhá. Đó, bóng tròn, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một em bóng tròn như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi. Giá rất tốt cho anh em các bác có thể sử dụng luôn. 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy.
Đây thì nó sẽ là một cái con đèn để các bác có thể sử dụng để mình học bài này, ăn cơm ăn nước, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được. Đấy. Nó là dòng tích điện nha. Bao gồm như các bác là một cái khay để các bác dắt bút này. Đấy, và một thân đèn như này. Hàng tích điện có cáp sạc đi kèm này các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần bật này sẽ lên này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, mạnh vừa và yếu. Đây. Đấy, sáng mạnh nhất của nó này, con này. Đấy, đây. Cảm biến các bác cứ cầm tay vào đây là chạm tay vào đây là nó sẽ sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là học bài, đề phòng khi mất điện. Nói chung là cũng khá là đa di năng luôn. Hàng thì giá rất hợp lý, chỉ có 100k thôi. Và hàng nó sẽ là thuộc cái dạng là hàng chống cận nhá. Thì dùng nó rất là tốt và an toàn cho trẻ em, đặc biệt là các em nó học bài. Thì vừa tiết kiệm điện và vừa an toàn. Nên cho em là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k. Đó. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá. 100k. Ngoài dùng để làm đèn học thì các bác có thể dùng ăn cơm ăn nước, rồi nói chung là đa di năng hết luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai bột thông cống nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là bột thông cống, giá của nó sẽ là 25k. 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này. Đấy thì các bác đổ vào là đường ống cống rãnh nhà mình bị tắc là nó sẽ thông luôn. Đây các bác nhá. Bột thông cống Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng sạch luôn các bác này. Đấy. Ví dụ bị tắc này. Các bác cứ đổ ra. Đó. Thì nó sẽ bây giờ nhà các bác chưa tắc thì các bác cứ thông đi cho em. Thông trước đi. Đấy. Một năm các bác cứ thông cho em 1-2 lần. Giá chỉ có vài chục thôi nhưng mà cái tiền mà các bác đi sửa đường ống cống rãnh này là mất tiền triệu ngay. Thế nên là các bác cũng cân nhắc nhá, sử dụng rất là tốt luôn. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa. Hàng bật lửa Zippo của Mỹ thôi nha. Đấy, bật lửa Zippo của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Đấy, hàng của Mỹ, made in USA nhá. Đấy. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cái này nó là dòng bật lửa Zippo. Đây. Đây các bác này. Đó, made in USA Zippo. Đấy. Đây. Các bác nhá, made in USA luôn. Zippo này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là logo của Liverpool. Đấy. Câu lạc bộ Liverpool. Đây, rất tiện ích luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000. Đây. Thì các bác chỉ cần là bóc cái tem này ra cho em này. Đấy. Hàng niêm phong nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Niêm phong nguyên đai nguyên kiện này, bóc qua cho em này. Đấy, đây. Rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95k các bác nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, hàng của Mỹ USA con này. Rất ok luôn. Lên cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 nhá. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào lấy. Đây rồi, vâng lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục các cái mã giảm giá cực sốc cho các bác luôn. Đó. Mã tri ân, mã giảm giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có vài ca trên một sản phẩm thôi các bác nhá. Lưu ý các bác đã còn không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp các bác này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Đó, kẹp đơn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 ba cái. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. 20.000 sẽ là 5 chiếc nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Đấy, lên mã cho em là kẹp đơn nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Và bác nào mua số lượng là từ 10 cái trở lên thì sẽ là 40.000 cho 11 chiếc nhá. Đấy, bên em sẽ bán là 40.000 11 chiếc, còn mua 20.000 sẽ là 5 cái. Lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn, kẹp đơn. Đó, lên cho em là kẹp đơn nhá. Đó, kẹp đơn này. Giá của nó thì đợt này về cho bác giá tốt nhá. 20k này sẽ là bằng 5 cái nhá, bằng 5 cái. Và 40k nhá, 40k thì sẽ là 10 cái. 20k này là bằng 5 cái nhá, đó. Và 40k, đấy, 40k thì sẽ là 10 cái và tặng thêm 1. Đấy, 40k thì sẽ là 11 cái nhá. Đấy. 10 cái tặng 1 tức là 40.000 là 11 chiếc, còn lại là 20.000 thì sẽ là 5 cái nhá. Bác nào mua cả 10 cái thì bên em sẽ tặng 1. Đó, 10 cái tặng 1 nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này, một là màu trắng, hai là màu xanh, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Cái màu này thì nó không quan trọng lắm. Đấy, đây các bác này, cái này thì kẹp cực kỳ là chắc và kẹp cực kỳ ngon luôn. Đây các bác này. Đấy, kẹp rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để phơi quần, phơi áo, phơi đồ rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là kẹp những cái quần áo đơn giản ở trong tủ nhà mình. Đấy, nó bằng lò xo cứng như này, dùng rất là thích, inox sáng bóng đẹp nhá. Lên cho em là kẹp đơn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái này là cái gì nhỉ, que hàn nhiệt nhá. Đấy thì nó sẽ là 25.000 cho một túi như này. Một túi này bao gồm 3 cái này,
Đấy, khi mà nó vận chuyển đến thì cái này nó rất là giòn, thế nên nó có dấu hiệu là bị gãy. Đây, em chạm nhẹ nó đã gãy rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Tại vì báo thẳng với các bác luôn là khi các bác nhận hàng thì có thể nó sẽ bị gãy nhá. Thì các bác hết sức thông cảm thôi. Cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ là nó sẽ gãy rồi, nhưng mà cái này dùng nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là hàn vào các cái vị trí nào đó mà nó bị thủng này, bị thấm rột này. Đấy, hàn nhôm, hàn sắt, hàn đồng, hàn chì đều được hết nhá. Các bác chỉ cần lấy máy lửa mà đốt vào xong. Đấy, cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ nó gãy rồi. Cho nên là các bác cũng thông cảm cho em thôi. Đấy, nói thẳng luôn các bác là khi các bác nhận được hàng là nó sẽ bị gãy nhá. Nó sẽ bị gãy, không tránh khỏi đâu. Thì cái gãy này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt. Que hàn nhiệt nhá. Đấy. Que hàn nhiệt giá sẽ là que hàn nhiệt này. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trên một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng góc trái nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ. Đấy, rất là tiện luôn nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp và an toàn cho cả bà mẹ và trẻ em luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây. Đấy, an toàn cho cả bà mẹ trẻ em nhá. Combo của cho các bác là sẽ là một đèn sông tinh dầu như này và có tới cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ, thì có cho các bác là 120.000 cho một con đèn sông tinh dầu này thôi. Đấy, các bác xoáy cái lọ tinh dầu này vào cho em này, bật nút này lên này, cắm điện bật nút lên là xong nhá. Không dùng thì các bác lại tắt đi cho em. Đó. Và ngày đầu tiên thì các bác cứ dùng cho em liên tục trong vòng 3 ngày đầu tiên nhá. Còn tiếp theo thì các bác cứ tầm khoảng 4 giờ chiều các bác bật lên cho em, và đến lúc nào đi ngủ thì các bác tắt đi là nhà bác sẽ không còn một con muỗi nào luôn. Đấy. Đèn sông tinh dầu muỗi nhá, hàng của thương hiệu Wanza của Nhật các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 mà có tới 4 lọ tinh dầu luôn. Đấy, lên cho em là sông tinh dầu muỗi này, sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái bộ đèn sông tinh dầu muỗi như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu thuốc như này. Thì các bác có thể dùng rất là tiện và đa di năng luôn này. Đấy, đây một cái tẩu thuốc như này. Cái thân của nó thì bằng nhựa và sơn giả đồng nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa chịu nhiệt. Và còn cái đầu tẩu này bằng đồng này, đầu tẩu này bằng đồng thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ? 70.000 cho một cái tẩu thuốc như này nhá. Cái đầu này thì nó sẽ là bằng kim loại này, bằng kim loại và có gioăng giết các thứ đầy đủ luôn. Đấy, các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá sẽ là 70.000. Thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng đa di năng được luôn. Nó rất là tiện này các bác này. Đấy, đây, thuốc lào, thuốc lá chơi được hết nhá. Rất là tiện luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp cho là tẩu thuốc nhá. Tẩu thuốc giá sẽ là 70k. Đó, tẩu thuốc này. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khăn lau bếp nhá. Một bịch này của nó thì sẽ bao gồm là 10 chiếc khăn lau bếp như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông nhá. Thấm hút cực kỳ là tốt luôn các bác, dùng lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn lau bếp, bên em gọi chung nó là khăn lau bếp. Giá thì chỉ có 30k cho một bịch như này thôi. Một bịch là 10 chiếc. Đấy, nhà bác nào có đình đám cỗ bàn mua cái này cho em 2 3 bịch dùng thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau bếp, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bỏ cho anh kia hai cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông, cả cái đèn kia luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này các bác này. Đấy, 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi như này nhá. Tính ra vào có 30.000 một đôi thôi. Thì nó sẽ là một chậu và một rổ như này. Chất liệu của nó này, nhựa này là nhựa siêu mềm luôn các bác nhá. Nhựa siêu mềm, nhựa Việt Nhật luôn. Dùng rất là thích các bác này. Đấy, bóp vào ấn ra thoải mái luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông hàng của Việt Nhật nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cầm anh cái mài ba khe kia luôn. Mài dao ba khe đầu bếp nhá. Đấy, các bác lên cho em là mài đầu bếp này, hàng của Asaka Japan của Nhật nhá. Con mài đầu bếp như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con mài đầu bếp như này. Đấy, thì nó sẽ là dòng ba khe như này, 1 2 3. Đấy, như bên em về nó có hai mẫu, một mẫu là hàng cao cấp và một mẫu là hàng chuyên dùng cho nhà hàng nhà bếp này. Đấy, nhà hàng nhà bếp thì con này sẽ là 40.000,
Đấy, thì các bác lên cho em con này sẽ là mài đầu bếp 40.000 nhá. Ngoài ra thì có một con hàng cao cấp của Nhật đây. Đấy, Katashiwa Made in Japan, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp dùng cho phổ thông nhá. Đấy, rất cao cấp cho các bác luôn. Đấy, dùng cho VIP được các bác này. Đấy, đây, Katashiwa Made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Mài ba khe đỏ nhá. Ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Con này thì hàng cao cấp, giá 130.000. Còn con này thì chuyên dùng cho các nhà hàng, đầu bếp, khách sạn, nhà hàng. Đấy, thì lên cho em là mài đầu bếp, giá sẽ là 40.000 nhá, cũng đều là hàng của Nhật hết. Thì con này nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng, khách sạn, đầu bếp mà. Lên cho em là mài đầu bếp này, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho con mài đầu bếp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là một cái này là cái gì nhỉ? Chân đỡ đa năng các bác nhá, chân đỡ đa năng. Thì con này các bác dùng để mình đỡ máy giặt này, rồi tủ lạnh, rồi nói chung là đa di năng luôn. Các bác có thể nâng lên hạ xuống. Ở những cái mặt bằng mà các bác bị hạn chế chiều, cái độ thăng bằng nó không bằng nhau thì các bác đặt cho em. Đặc biệt là máy giặt này, rồi máy giặt này, rồi là giường, tủ, bàn, ghế đều đỡ được hết nhá. Đấy, sức nặng của nó là lên tới hàng tạ luôn, thế nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây, đấy. Các bác này, đấy thì các bác có thể để tủ lạnh này, hoặc để máy giặt này, hoặc là các cái đồ đoàn, giường, chiếu cũng đều kê ok hết nhá. Một bộ này của nó thì 4 chiếc, để các bác kê tủ lạnh, kê bàn, kê ghế đều được hết nhá. Giá thì sẽ là, cái bộ đỡ này là bao nhiêu đây? Đó. Bao nhiêu cái bộ này? Chân đỡ đa năng này, chân đỡ đa năng nhá. Chân đỡ đa năng giá sẽ là 50k cho một cái bộ chân đỡ đa năng như này, bao gồm 4 chiếc. Rất tiện ích cho các bác sử dụng, đây em sẽ có video thực tế. Đây các bác này, đấy, nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ là một cái chân đỡ như này các bác này. Bộ của nó bao gồm 4 chiếc. Thì các bác có thể dùng để mình đấy, để chân tủ lạnh này, rồi tủ lạnh, máy giặt, rồi các cái đồ mà các bác cần kê lên, chịu lực tốt luôn, chiều cao tối đa của nó sẽ là 12cm nhá. Đó, chịu lực tốt, chống rung rất là tốt luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý, chỉ có cho bác là 50k một bộ này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn gậy nhá. Đèn gậy giá sẽ là 140.000 cho một con đèn gậy như này. Nguyên cái hộp của nó đã là xịn sò rồi các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Có kèm một cáp sạc và một cái sạc ngoài luôn các bác này, một cái đầu sạc ngoài như này, một cái củ sạc ngoài như này các bác này. Đấy, đây là cái chân sạc của nó này, rất tiện ích luôn nhá. Cái này không phải đâu các bác nhá, cái này là ở bên ngoài này, không liên quan đâu. Nó chỉ có cho các bác một cái chân sạc này thôi. Chân sạc này về các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây này. Đấy, đây nó báo pin này các bác này. Đấy, nó báo pin ngược lại đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái chân sạc như này, thân của nó bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ có cho các bác bao gồm là ở ngoài đấy, ngoài đây một túi, một đôi pin như này thôi, một đôi pin như này, cả hộp cả thùng, một đôi pin này, đấy một đôi pin này, đấy rất tiện ích các bác này. Và ở đây thì nó là một đôi pin kép luôn, hai viên pin 18650, rất sáng các bạn. Con này thì các bác có thể dùng để trên ô tô này, vừa làm gậy để mình phòng bị rất là tốt này, đấy, rất sáng các bác nhá. Có ba chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá, đấy, rất tiện cho các bác luôn. Đó, đặc biệt là các bác nào hay đi ô tô này hoặc đi ngoài đường này, cần dùng một cái đèn có cái độ sáng là tương đối này và an toàn, dùng để làm vũ khí nhá. Đấy, dùng gọi là các bác dùng để phòng thân đấy, thế nên là em gọi nó là đèn gậy, thì các bác có dùng rất tốt luôn này. Đấy, quánh đập này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy nhá, đèn gậy 140k cho một con đèn gậy như này, rất tiện ích luôn này. Lên cho em là đèn gậy thì giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này, đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc cùng nhận hàng. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá, và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bạn, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là
sử dụng trực tiếp được luôn và nó rất là an toàn nhá, rất an toàn này các bạn. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này. Và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, đèn xoay. Giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này, rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào như này cái này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia trong cái hộp như này các bác nhá. Đấy, cho một hộp long ben hắc lào này. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp tục các sản phẩm lót giày quế chống hôi chân, chống nấm mốc rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đôi lót giày như này. Giá thì đang trân trọng thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k thôi. 10k cho một cái đôi lót giày như này nhá. Giá cực kỳ là Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đây thì có sẵn quế cho các bác nhé, có sẵn quế cho các bác luôn, nó tẩm sẵn quế bên trong này rồi. Các bác đi thì nó sẽ là chống nấm mốc, chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 10k thôi nhá. Lên cho em là lót giày quế nhá, lót giày quế này. Đấy. Lót giày quế giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một chiếc như này. 10k trong chiếc này các bác này. Đấy. 10k trên một bịch như này bao gồm là một đôi nhá, 10k một đôi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, giá thì rất hợp lý nhá, 10.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi câu, đi kẹo hoặc là đi chợ, đi búa. Hoặc là các bác dùng làm thợ, làm nghề. Đấy mà muốn treo, muốn cân như này rất là tiện luôn. Đó. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin như này nhá. Pin này thì các bác dùng nó là pin năng lượng mặt trời cho nên là không lo bị hết pin. Còn hết thì các bác ra ngoài hiệu sách các bác mua cho em nó rất là tiện thôi. Các bác cứ ra hiệu sách là có thôi. Đấy lắp vào đây cho em này. Đấy lắp vào đây. Đấy thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá. Nếu lắp sai chiều mà đèn nó không lên đây. Đấy thì các bác chỉnh lại cho em là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ có dây quay đeo như này. Thì các bác dùng để mình cân kẹo các thứ nó rất là tiện. Tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá, 50 cân. Và con này thì nó sẽ có cả cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ luôn này. Đấy, nhiệt độ luôn. Miền Bắc giờ đang là 35, 36 độ C này, rất là nóng luôn nhá. Đó, đây. Và các bác bắt đầu cân cho em thôi. Đây, ví dụ em cân cho bác cái con thước ấy này. Đấy, con thước 10m này. Con thước 10m này là nặng là 0,26kg. Đây các bác này, đấy. Nặng 0,26kg tức là 2 lạng 6 nhá. Đây, con thước rút từ hãng 10m này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Con 10m này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái loại 5m và 7m rưỡi nữa. Con 5m là 40.000, con 7m rưỡi là 50.000 và con 10m thì sẽ là 60.000. Đó, đây các bác này. Đấy, rút ra rút vào rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì giới thiệu nhanh cái thước rút như này. Còn cái cân này của nó thì nó sẽ là nhớ này, nó sẽ nhớ số một lúc như này sau đó thì nó sẽ tắt này. Hoặc các bác có thể chuyển trực tiếp về không như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo cầm tay như này rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70.000 cho một cái cân treo cầm tay như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân treo này. Cân treo giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nai. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu cái này có màu đen và màu gì nhỉ?
Đấy, màu đen thôi nhá. Đợt này em về thì chỉ còn màu đen thôi. Giá thì sẽ là 80.000 cho một vỉ, à một hộp bao gồm 5 đôi. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 10 cm là cái chiều cao của cái phần gót này là 10 cm nhá. Đấy. Còn tất này là dòng phổ thông rồi, tất nai của Nhật. Chống hôi chân rất là tốt luôn. Đó. Một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này, đó, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một cái hộp tất hộp 5 như này. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 và sạc năng lượng mặt trời, có kèm một cái cáp sạc như này và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đây, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đó, và có báo pin này các bác này. Đây có báo pin đây. Đấy, có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đang nhấp nháy này là nó báo là đang sạc pin nhá. Đó, rất tiện luôn. Có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu đầy đủ nhá. Đầu tiên là một cái đèn cầu như này, tiếp theo là hai đèn led hai bên này và tiếp theo nữa là một con pha dọ như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con đèn cầm tay như này rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, nó sẽ là một cái đầu như này và nó sẽ có cái hệ hai bánh răng chuyển động. Các bác có thể lắp vào máy khoan, máy cắt, máy mài. Lắp vào máy khoan, máy cắt, đặc biệt là đầu máy khoan pin nhá, máy khoan pin. Đây. Đấy, các bác lắp vào cái đầu máy khoan pin, lắp đúng như này cho em này, cắt rất là tiện luôn. Và con này thì giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho cái bộ sản phẩm này, lắp vào nó sẽ như này cho em. Đấy. Các bác lên cho em là đầu đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Giá sẽ là 140.000, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này luôn. Em bán rất là nhiều rồi, lắp vào là cắt được luôn. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đấy, bác thấy không? Các bác xem cắt tôn múi này rất ok luôn. Không những là cắt mà còn lượn tôn sóng các thứ được hết nhá. Cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua hộ em nhá. Cả cái đèn với cái sơn luôn. Các bác đang có một cái máy khoan muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi nhá. Đây các bác về gắn vào máy rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn các bác nhá. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này rất ok. Đấy, cắt điện sóng các thứ ok luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là đèn và nó giả cái cam mô hình, gọi là nó là cái cam giả thôi. Đấy, nhưng mà nó thực chất nó là một cái đèn và rất là sáng luôn. Cái này thì nó sẽ hết năng lượng mặt trời rồi. Đó, về nhà thì các bác cứ bỏ ra ngoài nắng là nó sẽ có ánh sáng thôi. Thì khi các bác lắp thì lắp cho em cái chỗ có ánh sáng là được nhá. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 cho cái đèn cam mô hình như này. Đấy, lên cho em là đèn cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Con này là 120.000 cho con đèn mang sông như này. 120.000 các bạn, rất tiện luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Lô này về thì nó lại là ánh sáng vàng. Đấy, em về thì có lô ánh sáng trắng, có lô ánh sáng vàng nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, có điều chỉnh nhiệt độ như này. Cái này của nó bằng nhựa nhưng mà nó là một cái dòng nhựa fit rất là chắc chắn nhá. Một cái dòng nhựa fit rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Có điều chỉnh sáng tối, các bác có thể dùng để deco trang trí phòng ăn, phòng ngủ hoặc là sân vườn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, 120.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông rất là đẹp luôn. Đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai sơn inox nhá. Sơn inox này. Các bác dùng để mình xịt vào các cái bề mặt như là dùng để mình xịt vào các cái bề mặt là chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Trước khi xịt lắc đều cho em này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn inox xịn sò luôn. Đó, sơn vào nó sẽ chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt các bác này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đó, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt nhá. Chuyên để chống rỉ, đặc biệt là các bác dùng ở trong tàu, ngành tàu biển hoặc là các cái thiết bị nhà mình bị rỉ sét ăn mòn. Lên theo là sơn inox, giá của nó sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá. 80.000 cho một bịch sơn inox như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường của này, keo vá tường. Đấy, đây nó sẽ là một lọ keo như này. Xoáy ra cho em này. Đấy, sau đó thì các cái phần mà tường bị thấm thấm rột bong chốc các bác bôi lên cho em, bôi lên sau đó thì mình vuốt cho nó phẳng đi. Thế là sẽ có một cái lớp tường mới rất là xịn sò luôn đấy các bác này. Đó. Nhà có trẻ em nó chuyên tô vẽ bẩn hoặc là các cái phần tường bị bong chốc bị nứt nhá. Lên cho em là keo vá tường giá sẽ là 40.000 các bác này. Keo vá tường chống thấm này ngay, rất đơn giản.
chỉ cần nặn một lượng keo vừa đủ, dùng dụng cụ chét tường tặng kèm để tán đều keo là xong rồi. Keo này dùng nhựa gốc Ecosi và chất chắn đặc biệt nên chống thấm, bám dính tốt, giúp phục hồi từng nhà bạn rất nhanh và còn rất an toàn đấy ạ. Link mua hàng chính hãng tôi để ngay dưới đây. Rất là tiện các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đây một con khóa chống trộm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một khóa này, một vỉ pin như này và ba cái chìa nữa, rất là tiện luôn. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có còi hú thì rất là tiện nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng bình thường thì nó sẽ không kêu, nhưng các bác đảo chiều lại cho em là sẽ kêu nhá. Chạm là sẽ kêu các bác này. Đấy. Các bác đảo chiều lại thì nó không kêu nhá. Đấy, và các bác dùng chiều kêu thì nó sẽ kêu này. Đấy. Có người chạm tác động vào khóa là nó sẽ kêu các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy. Giá thì sẽ là cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 một con khóa chống trộm như này nhá. Bao gồm cho là ba chìa rãnh này, ba chìa rãnh, một khóa và một vỉ pin luôn. Đấy, một vỉ pin như này các bác về các bác thay pin cho em. Thay pin thì thay ở dưới đít nhá. Các bác thay pin thì các bác xoáy ốc ra và thay ở dưới đít cho em. Đấy. Giá sẽ là 80k. Lên mã cho em là khóa chống trộm nhá. Đấy. Khóa chống trộm này, giá sẽ là 80k cho mấy em khóa chống trộm như này nhá. 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô băng keo này. Băng keo hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, và hàng lại về số lượng và giá rất yêu thương cho bác luôn. Quận nhỏ thì sẽ là 5k nhá. Quận nhỏ là 5k đây. Quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to như này sẽ là 10.000 này, quận to là 10.000 này. Còn các bác nào mua theo cân ký thì sẽ rẻ hơn đây. Quận nhỏ này sẽ là 5.000 nhá. Đây, các cái quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to này là 10.000 này. Và mua cả cân thì sẽ là 80.000 một cân, còn nửa cân là 40.000. Hàng thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền cho các bác luôn. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền và gần như không có lõi nhá. Hàng nội địa của Nhật hết nhá. Hàng nội địa của Nhật hết. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Made in Japan đàng hoàng nhá đây các bác này. Hàng của thương hiệu DNK. Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Đấy, made in Japan nhá. Đây, siêu dai luôn các bác, rất dai, rất dính và băng keo mỏng như này là cuốn rất là da luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác theo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cân là sẽ là 80k một kg nhá. 80k một kg, nửa cân thì sẽ là một nửa tiền, và quận nhỏ là 10.000 và quận to sẽ là, quận nhỏ là 5.000, quận to 10.000. Rồi, các số online bên em các bác liên hệ rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship nhá các bác. Cứ xem và mua đủ 200 là bên em bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên nó là bên shop về cho bác hai cái mẫu vòi tưới cây tăng áp nhá. Thì nó sẽ có màu đen và màu vàng như này. Đấy. Con màu vàng như này là nguyên bằng đồng này, còn con màu đen này thì nó lõi sẽ là bằng đồng. Thì các bác lên cho em là vòi vàng hoặc là vòi đồng nhá. Thì bên shop có hai mẫu như này. Đấy. Thì đầu tiên là em sẽ lên cho các bác cái vòi đen nhá. Đấy. Con vòi đen này thì nó sẽ là một cái vòi như này, bao gồm cho các bác là ba cái cút nối các bác này. Đây, cái cút này để các bác xoáy vào cái đầu vòi nước này. Đấy, còn đây là hai cái cút nối trực tiếp ở đây các bác này. Đấy. Thì ví dụ các bác có thể dùng để thay tháo này, cái này nó hỏng thì mình dùng để thay, tức là nó sẽ có cho các bác là hai con, một con thì các bác dùng sơ cua. Còn con này thì các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước cho em, đầu của cái nguồn đầu vòi nước đây. Nó đúng như trên video này các bác này. Đây. Đấy, cái này là để các bác kết nối với các cái gen của các nguồn nước này, đây nhá. Đấy là cái con ngắn này. Con ngắn này là để kết nối với các cái đầu nguồn nước như này. Còn cái con dài này để các bác kết nối với hai cái đầu nguồn nước. Đấy, hai đầu nguồn nước nhá, đầu ra và đầu vào. Hoặc nếu các bác có đầu vào rồi thì các bác để sơ cua như này. Đấy. Thì các bác lên cho em đó là vòi tưới cây đen nhá, vòi tưới cây đen. Con này thì giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây đen như này. Đấy. Lên cho em là vòi tưới cây đen, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Vòi tưới cây đen này, vòi tưới cây này, đó. Vòi tưới cây đen giá sẽ là 50k nhá. 50k cho bộ vòi tưới cây đen như này. Con này thì nó sẽ là dòng vòi tăng áp nhá. Tăng áp giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Bên trong của nó thì là bằng đồng như này. Đấy, đầu ti bằng đồng như này nhá. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Còn vòi tưới cây đen này thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây vàng nhá. Con này thì nó cũng bằng đồng luôn. Đấy, cũng bằng đồng và nó sẽ có hai đầu như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cái đầu này để các bác chỉnh áp này, đầu này để các bác chỉnh áp cho em này. Đấy, đầu này chỉnh áp này. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu gen để các bác kết nối với nguồn nước này. Còn đầu này là kết nối với đầu vòi này. Đấy, thì nó bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai món như này. Và giá thì sẽ là 40k nhá, 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi tưới cây vàng nhá. Đấy, vòi tưới cây vàng. Hoặc là các bác lên cho em là vòi vàng, vòi đen là được nhá. Đấy. Thì con vòi vàng này sẽ là vòi vàng này là 40.000 nhá. Lên cho em là vòi vàng này. Đấy, vòi vàng. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi đen này. Đấy. Vòi đen, giá sẽ là 50.000. Vòi đen là 50k nhá. Đấy. Vòi đen là 50.000 các bác này. Đấy, con này sẽ là vòi đen 50.000.
Và con này thì sẽ là vòi vàng 40.000 các bác nhá. Đấy thì các bác lấy đen thì lấy vàng thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, nó sẽ là một cái mã đốc sạc kèm pin như này. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đốc sạc. Đây, một cái đốc sạc như này. Một đốc sạc như này và kèm thêm cho các bác là 4 viên pin. Pin này thì các bác có thể lắp vào đồng hồ này hoặc là các bác lắp vào cái mic karaoke đều được nhá. Đấy, lắp vào đồng hồ hoặc lắp vào mic karaoke. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 nhá. Bên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đấy. Đốc sạc này. Pin đồng hồ nhá. Pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim và sơn giả cổ nhá. Đấy, sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này. Con này thì các bác cho dầu vào để mình đốt nhá. Đây. Đấy, cho dầu vào để mình thắp. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai. Cái này là một cái quai đeo này. Đấy, một cái quai đeo như này, quai sách như này. Đó. Và ở đây thì có cái bấc để các bác điều chỉnh này. Đấy, bấc điều chỉnh này. Và đây thì sẽ có cho các bác là một cái nắp như này. Các bác xoáy cái nắp này ra, mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt vào đây. Đấy, dầu diesel, dầu đốt ấy, cho vào đây thôi, đậy nắp lại cho em. Thì các bác châm lửa thì mình chỉ cần kéo cái lẫy này lên gạt ra để mình châm này. Gạt thế này mình châm cho nó thì mình lại đậy nó vào. Và khói nó sẽ tự bốc lên ở đây. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ nhá. Màu đồng giả cổ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Đèn dầu. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này 130k nhá. Đấy, đèn dầu này. Đèn dầu giá sẽ là 130k cho cái mã đèn dầu như này. 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá. Tô vít đen. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu tô vít đen trợ lực này, một đầu tô vít như này. Đấy, và sẽ kèm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau nhá. 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn nhá. Có đảo chiều các bác nhá. Đấy. Vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn thì nó rất là tiện các bác. Đấy. Các bác có thể dùng để xoáy nhanh đảo chiều cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít đen. Con này thì giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen như này nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen như này các bác này. Con này thì rất là tiện dụng và đa di năng luôn. Nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít với lục giác tròn 3 khe đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá, giá sẽ là 60.000. Đó, các bác lên cho em là vít đen này. Vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Trợ lực giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái con vít đen trợ lực như này. Đó, giá thì rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đèn này. Đầu tiên nó sẽ là một con đèn wifi như này nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn wifi như này. Con này thì bên shop lên là đèn wifi, giá sẽ là 130.000 các bạn. 130.000 cho con đèn wifi như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc. Và riêng ưu điểm của con này thì nó sẽ là hàng của Đức này. Đấy, made in Germany, hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Đó, đèn thì pha rất là rọi và sáng luôn đây các bạn này. Pha của nó đây, rất là rọi và sáng luôn các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ có cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt qua này nó sáng, gạt qua này nó tắt thì rất là tiện luôn. Đó, gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Đèn wifi này, lên cho em là đèn wifi. Đèn wifi 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Đèn phễu này. Đấy, nó sẽ là hình một cái phễu như này và cũng có kèm cho các bác một cáp sạc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có cáp sạc dây quai đeo đi kèm luôn và rất là sáng các bạn. Đấy, và có cả chân sạc ra cho điện thoại này, chân sạc ra đây. Đấy, và có báo pin luôn các bác này. Con này thì siêu sáng luôn, có chế độ cho các bác là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác trông này. Đấy, ban ngày mà pha của nó như này thì ban đêm thì nó sáng rất là khủng khiếp luôn. Đó, các bác thấy không? Và nó rất là nhỏ gọn. Thì các bác có thể dùng để cầm tay hoặc là đội đầu đều được như hết nhá. Đây, nó có dây cho các bác này. Đấy, thì các bác có thể cầm tay đội đầu và có thể điều chỉnh như này, rất là tiện luôn. Bên trong của nó có tới 2 quả pin 18650 nhá. Dung lượng pin của nó cực kỳ là lâu luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa đây. Đấy, có 2 chế độ như này. Lên mã giúp cho em là đèn phễu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chưa đến 100.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên cho em là đèn phễu này. Đó. Đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95k thôi. 95k cho một con đèn phễu như này, rất tiện ích các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái quả bóng đèn 4 cánh mini như này. Đấy. Khi giả ra thì nó vào khoảng là gần 20 cm và 4 cánh. Công suất của nó là 27W, khá là sáng luôn. Đó, đây. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 28W này. 28W nhưng mà lại nhỏ gọn và rất là sáng luôn. Và nó bằng LED cho nên là rất là tiết kiệm điện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k. Lên mã giúp cho em đó là
đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh mini. Đấy, đèn 4 cánh này. 4 cánh mini. Đấy, gấp gọn được này, gấp mà nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40.000. Đấy, nó cũng chỉ bằng một cái bóng thường thôi nhưng mà hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh các bác này. Ví xanh. Thì đây nó sẽ là một cái con ví để các bác sử dụng để mình vệ sinh móng tay chân. Đấy, nó màu xanh như em gọi nó là ví xanh và nó gọn như một cái ví. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái cắt móng tay này, một con to này, một con cắt trẻ em này, một con nhỡ và một con lệch như này để các bác cắt khóe này, một cái bộ nạo gót chân này, rồi rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Giá thì bên shop có cả lấy dây tai thứ nhá. Đấy, lấy dây tai rồi nặn mụn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ ví xanh này thôi nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh. Giá sẽ là 100.000. Đầy đủ rất là nhiều chi tiết, nó có hàng tới mấy chục chi tiết như này cho các bác sử dụng nhá. Rất là đa di năng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là ví xanh này. Đấy. Ví xanh, giá sẽ là 100k. 100k cho cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Găng tay lao động thì có màu đen, màu xanh, màu ghi. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là tiện ích luôn. Thứ nhất là nó là dệt 5D nhá, cực kỳ là thoáng khí luôn. Các bác đeo mà không bao giờ sợ bị bí nhá. Đấy, rất là thoáng luôn. Bên dưới này thì có cái lớp cao su chống trơn trượt này, bên trên này thì dệt thoáng khí này và độ co giãn rất là tốt này, tay to tay nhỏ sử dụng được hết nhá và rất là ôm luôn, nhẹ nhàng nhá. Đấy. Các bác dùng cảm giác nó như thật luôn. Kể cả em cầm bút em viết cũng vẫn là ok này. Đấy. Thì bên shop bán theo các bác lên cho nó găng tay lao động nhá. Bán lẻ thì nó sẽ là 5 đôi là 40k nhá. Đấy, 5 đôi là bằng 40k này. Đấy, còn một địch là 12 đôi luôn. 12 đôi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Đó. Thì các bác có thể là mua 5 đôi cũng được mà mua cả một địch luôn. Một địch của nó sẽ là 12 đôi nhá. Một địch này là 12 đôi này. Giá sẽ là 70.000. Thì các bác mua combo thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, mua cả bịch này thì rẻ hơn, chỉ có 70.000 thôi, 12 đôi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm như này. Đấy, một cái đèn đựng trong hộp nhôm như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một dây đeo này, một dây đeo, một cáp sạc này. Đấy. Con này thì nó sẽ có nam châm hít này, có nam châm hít luôn và có cho các bác là cả bật lửa luôn. Đây là cái chân sạc vào này. Đấy, đây, đèn thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy và đèn đỏ cảnh báo này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Để các bác dùng khi mà mình đi xe đi ngoài đường hoặc là các bác dùng làm thợ làm nghề, có cả chân để này các bác này. Đấy. Và con này sẽ có cái bật lửa này, có cái nút đây. Các bác dùng bật lửa thì mình giữ lì cho em là lửa nó sẽ lên này. Đấy, đây là đèn này. Còn bật lửa thì các bác giữ lì cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì sẽ lên. Đấy, lửa đỏ chưa? Đấy, và các bác ấn này là nó sẽ tắt này. Rất là tiện không nhá. Đó, rất tiện luôn. Ấn giữ này là nó sẽ tắt này. Và các bác cứ giữ lì nó sẽ lên, giữ lì nó tắt. Đấy, các bác lên cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đấy, một con đèn đựng trong cái hộp nhôm như này. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm nhá, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đây, nó sẽ là cái hộp 5 mũi khoan tháp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em hộp 5 mũi khoan tháp như này. Và hộp 5 mũi khoan tháp như này giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy. Đựng trong một cái hộp nhôm cực kỳ xịn sò luôn, kèm cho các bác một cây lấy dấu nhá, kèm một cây lấy dấu luôn. 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu, hàng của Nhật đây, Japan các bác đây. Đó, Japan. Con này thì để lấy dấu các bác này, lấy dấu các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn. Đây. Đấy. Nhấp này cho em là có dấu luôn nhá. Đó, thì nó sẽ là một cây lấy dấu và 4 cái mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. Đây, 4 mũi khoan tháp thép gió phủ titan. Con to nhất này là 3/2 này và con nhỏ nhất này thì nó vào khoảng là 1 cm nhá, 1 cm. Đó, còn các bác có thể cái đầu mũi này thì nhỏ nhất nó sẽ là 4 ly nhá. Các bác có thể dùng là khoan thép, khoan sắt, khoan inox, khoan nhựa, khoan gỗ đều được hết nhá. Đấy. Đây, bộ 5 mũi khoan tháp như này giá sẽ là 180k. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. 5 khoan tháp này. Đấy. 5 mũi khoan tháp này kèm lấy dấu nhá, kèm lấy dấu luôn. Đó, kèm lấy dấu. Giá sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180k thôi. Giá siêu tốt luôn, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng của Đức nhá, khóa đồng Đức như này. Combo cho các bác thì một ổ khóa sẽ bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, hàng made in Germany này. Đấy, hàng của Đức chữ khắc chìm luôn nhá, made in Germany. Đó, ở đây thì nó sẽ là dòng chìa của nó là chìa tròn nhá và có tới 4 chìa luôn, thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Chìa tròn và 4 chìa luôn, dùng rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, dòng này thì dòng là chống trộm, chống cắt cho các bác luôn nhá, chống trộm, chống cắt, chống han gì, chống ăn mòn nhá, rất là tốt luôn. Đấy, thì nó sập vào khóa như này rồi thì nó phủ hết như này, các bác không lo bị trộm nó thò cái kìm mà nó cắt được, rất là to luôn. Đấy, chống nắng chống mưa thoải mái luôn và chống làm giả chìa luôn nhá. Đấy, chìa của nó là thuộc dạng là chìa tròn như này thì
nó chưa có cái phôi để làm giả, cho nên là rất là tiện ích luôn. Combo cho các bác một bộ khóa như này bao gồm 4 cái chìa liền, các bác, 4 cái chìa liền. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đồng Đức, giá sẽ là 130.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, để cho các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa các bác này. Đấy. À xin lỗi các bác, là đồng hồ bật lửa đúng không? Đấy, giá sẽ là 100.000 cho con đồng hồ bật lửa như này, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy. 100.000 một chiếc nhá. Đấy. Thì lô này về nó sẽ có thêm cho các bác là màu đen nữa, màu đen như này. Đấy, màu đen vàng và màu gỗ vàng nhá, màu gỗ vàng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, hoặc là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên, các bác không chọn màu thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ bật lửa này, vừa đồng hồ vừa bật lửa luôn. Đây, đồng hồ chạy bình thường này. Đó, các bác thấy không? Đồng hồ chạy nhá. Và các bác nhấp này thì nó sẽ có đèn lên này. Còn các bác bật lửa thì ấn mạnh thì, còn mình muốn xem đồng giờ, giờ thì mà ban đêm thì mình chỉ cần nhấp này là xong. Đó. Giá thì sẽ là 100k cho con đồng hồ bật lửa như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ bật lửa, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu túi da bò này. Túi da bò thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là túi da bò màu nâu đây, túi da bò màu nâu như này. Con này là túi vuông nhá, túi vuông, chất liệu 100% là da bò tự nhiên. Cho các bác test thoải mái luôn, lấy mấy lửa đốt cứ đốt vào cái giữa này cho em này. Đấy. 100% là da bò tự nhiên luôn. Đây, các bác xem này. Đấy, nếu da bình thường mà cào như này là nó sẽ xước nhá, còn da bò thì yên tâm. Đấy. Con này thì các cái phần tay khóa này đều là bằng đồng hết này. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. Chiều cao là 25, chiều rộng là 20 và nó sẽ có ngang này là 20. Còn chiều dày của nó là khoảng 10 cm, và nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài này. Tiếp theo một ngăn phụ nữa này, một ngăn phụ nữa này, và kèm thêm cho các bác là một ngăn chính to này. Ngăn chính to này thì con này nó sẽ có cho các bác là có cả dây đeo bên trong này nhá. Đây, da bò tự nhiên nó như này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Đó, về nhà các bác đốt thoải mái chứ. Đốt tránh cái chỗ ấy ra được. Tránh cái chỗ chỉ với chỗ khóa này ra. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 cho con túi vuông. Đấy, con túi chéo này thì sẽ là 140.000. 140.000 thì cái túi chéo này các bạn này. Đấy. Túi chéo này cao khoảng 25, cũng chiều ngang khoảng 20. Đấy, rộng thì banh hết ra thì nó vào khoảng 10 đến 12 cm. Đó, để các bác đeo chéo trước ngực nhá. Đeo chéo trước ngực thì rất là an toàn luôn, hoặc đeo ra sau lưng thì các bác dùng để mình đựng giấy tờ, điện thoại, iPad hay cũng các thứ luôn. Con này thì túi chéo 140.000. Còn con này nó sẽ là con túi hông này. Các bác dùng để mình đeo về hông đằng trước, đi chợ, đi búa này, mua bán kinh doanh này, hoặc là bán hàng bán quán mà cần phải đựng tiền này, đựng vào đây cho em. Rất là ok các bác đi du lịch này. Đi du lịch bỏ điện thoại với các cái loại giấy tờ ví tiền đằng trước này cực kỳ an toàn luôn, đeo vào bụng này cho em. Có dây đai như này. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Giá thì sẽ là 130.000 cho con túi hông này nhá. Con túi hông này là 130.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục cập nhật các mặt hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Ba số này của em đều có Zalo để các bác có thể đặt hàng nhá. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu quạt các bác này. Đấy, các bác lên cho em là quạt mini nhá, quạt mini. Đấy, nó sẽ có cái xoay như này. Tổng chiều dài của nó thì chiều ngang của nó thì nó sẽ vào khoảng là 30, chiều cao khoảng 30. Đó, và rất là mát luôn. Đây, dây đây. Con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn nhá. Trực tiếp điện 220V luôn. Rất là mát các bác này. Đấy. Mát thấy không? Đó. Quạt rất là mát luôn. Và nó sẽ có cho các bác là hai số này. Đây. Đấy. Rất mát luôn các bác nhá. Đó, rất là mát luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho một con quạt mini như này các bác này. Đấy, quạt mini như này. Đấy, thì các bác lên xem đó là quạt mini. Chiều rộng của nó là 30, chiều cao là 30, còn đường kính của cánh này thì vào khoảng 20. Rất mát luôn các bác này. Đấy, rất mát luôn. Gió rất là nhiều nhá. Đấy, trông thì bé như này thôi nhưng mà rất là nhiều gió và rất là mát nhá. Motor thì bằng đồng và có cho các bác là hai số đằng sau như này. Số 1, số 2, số 0 này. Đấy. Thì cái này các bác có thể dùng để mang đi học này, đi làm này, đi công trình, hoặc là mà các bác mang theo khi mà mình di chuyển này, hoặc sử dụng ở nhà này, rất là tiện luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là quạt mini nhá, quạt mini 135.000 cho con quạt mini như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình chuông. Đấy, nó hình một chiếc chuông như này các bác này. Đấy, hình một chiếc chuông như này. Cho nên các bác lên mã giúp cho em là bình chuông nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dạng màu vàng gôn rất là đẹp luôn, một cái dạng màu vàng gôn rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, nắp nó có gioăng nhá. Con này thì
nó sẽ là dung tích, nó sẽ vào khoảng là đi đây. Đấy. Con này thì dung tích của nó inox 304 và nó sẽ vào khoảng là 200 ml các bác nhá, 200 ml có nắp xoáy như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình uống cà phê này hoặc là các cái loại trà. Đấy thì rất là ok luôn. Đấy. Cà phê hoặc là trà các thứ rất là ok nhá, các bác cho vào đây cho em này. Đấy. Sau khi nào các bác uống thì các bác mở nắp ra cho em. Đấy, mở nắp ra mình uống trực tiếp luôn. Đấy, inox Su 304. Đấy, dùng để uống trà, uống cà phê hoặc là các bác mang nước đi du lịch hoặc là nói chung là mang đi đâu nó cũng rất là tiện, có quai đeo như này. Đấy, bằng inox 304. Lên mã giúp cho em là bình chuông, giá sẽ là 75.000 cho một con bình chuông như này nhá. Con này thì dung tích của nó thì em nghĩ là nó vào khoảng là 200 ml các bác nhá. 200 ml các bác này. Đấy. Giữ nóng là lên tới 95 độ C luôn. Đấy, giữ nóng lên tới 95 độ C nhá. Đây các bác này. Đó đây, thông số của nó đây. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Su 304. Giữ nóng giữ lạnh cực kỳ tốt. Các bác có thể dùng để mình pha trà nóng này hoặc là uống cà phê đá này đều ok hết và nó rất là tiện. Có nắp đậy này thì khi nào các bác dùng thì mình bỏ ra, và không thì mình cứ đậy nắp như này thì nó sẽ giữ lạnh cho các bác rất là tốt luôn. Giữ nhiệt tốt nhá. Đít này của nó thì có lót như này, rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là bình chuông nhá, bình chuông. Đấy, bình chuông giá sẽ là 75.000 cho cái bình chuông như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi xìa nhá, môi xìa đây. Đấy thì bên shop bán nó sẽ là các bác lên cho em là môi xẻng này thì nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá, 40.000 một chiếc đây. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu như này các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu. Đó, 3 mẫu để cho các bác lựa chọn nhá. Đó, ở đây nó sẽ có 3 mẫu thôi. Đấy, 3 mẫu như này các bác nhá. 3 mẫu như này. Đây, đầu tiên thì nó sẽ là một cái dạng môi lưới như này các bác này, môi lưới như này. Thì khi mà các bác dùng để mình ăn lẩu ăn liếc thì dùng cái này để mình nhúng các loại thực phẩm vào, sau đó thì mình vớt ra luôn, nó rất là tiện này. Con này chuyên dùng ăn lẩu liếc rất là ok này. Thì các bác lên cho em là môi lưới này. Đấy, môi lưới này. Tiếp theo thì con này các bác lên cho em là các bác lên cho em là môi liền nhá. Đấy, môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường như này. Môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường. Và tiếp theo nữa là nó sẽ là một cái môi xẻng như này nhá. Một cái môi xẻng như này. Đấy, thì con này các bác lên cho em là môi xẻng này. Đấy, nó như một cái xẻng như này. Thì các bác dùng để mình lật trứng này hoặc là tráng làm bánh làm biếc hoặc là mình chan múc cũng rất là ok luôn. Đó. Thì nó sẽ là 3 mẫu như này nhá. Môi liền này, môi lỗ này và môi xẻng này. Môi liền, môi lỗ và môi xẻng. Giá đều là 40.000 cho một chiếc như này. 40.000 cho một chiếc như này các bác nhá. Đấy thì các bác có thể lấy combo cũng được hoặc lấy lẻ một cái một. Bên em bán đều là giá là 40.000 nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là môi liền này, môi liền 40.000. Đấy, con này là sẽ là môi lỗ này. Môi lỗ cũng 40.000 luôn. Đó, và con này nó sẽ là môi xẻng này. Môi xẻng nó giống một cái xẻng như này. Đấy. Thì giá đều là 40k. Chất liệu của nó là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, sáng bóng và đẹp luôn. Đấy, dày dẫn sáng bóng và đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000, 40.000 cho một chiếc như này. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng. Giá thì chỉ có 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như thôi. Đấy. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. 80.000 cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, cái này thì nó sẽ có quai sách như này, quai sách bên trên các bác nhá. Quai sách bên trên như này, 4 tầng luôn. 4 tầng và dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là đây, 2.8 L này. Đấy, cặp lồng 4 tầng nhá, 4 tầng luôn. Cặp lồng 4 tầng, giá sẽ là 80.000 cho một em cặp lồng 4 tầng như này. Đấy. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng đấy các bác, rất tiện ích luôn. Và có quai đeo như này nhá, có quai treo như này. Ở đây thì mỗi tầng của nó sẽ là một ngăn như này nhá. Mỗi tầng là một cái bát như này. Và dung tích của nó là 2.8 L nhá, 2.8 L. Tổng dung tích của nó là 2.8 L các này. Mỗi tầng là một bát như này thì các bác ví dụ như là thực phẩm đồ ăn, bên ngoài thì bằng nhựa chống trơn trượt nhá, bằng nhựa chống nóng nhá. Và bên trong là bằng inox nhá, inox như này. Mỗi tầng là một bát luôn thì các bác có thể đựng cơm này, đồ ăn này, canh này rồi gia vị đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em như này. Lắp vào cho em xong là mình đẩy cái quai này lên là xong. Đó, đẩy cái quai này lên cho em là xong. Nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Lắp vào, sau đó thì mình đẩy quai lên cho em là xong. Giá thì một cái bộ cặp lồng như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một cái mã cặp lồng 4 tầng như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và tiện ích luôn.
đấy, lẫy liếc của nó sập cực kỳ là chắc luôn nhá. Các bác chỉ cần sập lẫy vào như này chị em là mình xách đi thôi đấy, đậy vào là khít kín luôn đấy, cả nước cũng không thể ra được luôn đó nhá. Đấy, nước cũng không ra được luôn. Đây, quai xách quai đeo như này rất cẩn thận luôn các bác này. Đấy, quai xách quai đeo rất là cẩn thận luôn, rất khít các bác nhá, rất khít như này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác cái van để xả hơi này. Đấy, van xả hơi luôn. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng 4 tầng nhá. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80k cho một con cặp lồng 4 tầng như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về các bác mã sản phẩm đó là cái kéo gà. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Đức nhá. Đấy, đây. Hai mẫu kéo gà như này các bác này, một mẫu của Nhật, một mẫu của Đức. Hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Thép SK5 không gỉ này, Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, thép SK5 không gỉ. Con này thì các chức năng như là các bác có thể dùng để cắt gà, cá, thực phẩm thức ăn này, kẹp cua ghẹ rất là ok này. Đấy, con này cũng vậy luôn. Thì con này nó sẽ là hàng made in Germany, hàng của Đức này, made in Germany. Con này thì sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Cũng có là phần quyết này, cắt gà, cắt cá, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần răng cưa này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm gà làm cá này. Đấy, kẹp cua ghẹ này, rồi mở nắp chai này, đa chức năng như vậy luôn. Đó. Độ sắc bén thì như nhau, nhưng mà cái con của Nhật này thì nó dày hơn cho nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là kéo gà của Nhật thì sẽ là 130k nhá, 130k. Và của Đức thì sẽ là 90k nhá. Đấy, thì có hai dòng. Con này là của Nhật này, tay to hơn này, dày dẫn hơn này, 130.000 này. Con của Đức này thì nó sẽ là mỏng hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà cũng rất là dày dẫn và chắc chắn rồi. Giá sẽ là 90.000 thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao ba khe nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy, mài dao ba khe nhá. Đấy, lên xem là mài dao ba khe đỏ này. Mài dao này ba khe nhá, ba khe và nó màu đỏ như này, cho nên lên em mài dao ba khe đỏ 130k nhá, 130.000 cho em mài dao ba khe đỏ như này. Đây nó sẽ là một con dao, một cái mà dụng cụ mài dao rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần cầm dao như này mình kéo lướt qua nhỉ, lướt qua này là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn và mài bén. Ba cái như này thì từ tay trái các bác kéo sang, cứ kéo đi kéo lại như này cho em khoảng 3 đến 4 lần một rãnh như này. Đấy là các bác kéo qua ba rãnh này là dao sẽ bén luôn và rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Katashiwa made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, mài dao ba khe đỏ 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Con này thì nó sẽ là một cái dòng dao cực kỳ là sắc bén và tiện ích cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình chặt sắt, chặt xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Đây, em sẽ test chặt sắt cho các bác xem này đây nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh sắt này các bác này. Đây, chặt sắt này các bác này. Chặt sắt này, chặt xương trâu xương bò để ok hết nhá. Các bác thấy không? Đó, chặt sắt, chặt xương trâu xương bò không có hề hấn gì các bác này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Hàng thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân hàng của Murato này, Murato made in Japan nhá. Made in Japan cho các bác luôn. Thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao chặt 1 cân, chiều dài khoảng 35cm, phần bản của dao này là vào khoảng là 25cm và chiều dày mình của dao thì nó sẽ là vào khoảng là 4 đến 5 ly. Con này thì chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Lên cho em là dao 1 cân nhá. Đấy, dao 1 cân này, dao 1 kg, giá sẽ là 230k, 230.000 và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn cho con dao chặt 1 cân như này. Đó. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Hớn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lư đồng nhá. Đấy, lư đồng thì bên em sẽ có hai mẫu. Một là lư đồng trơn và hai là cái mẫu lư đồng mà nó sẽ có một là mẫu trơn. Đấy, một là mẫu trơn và hai là cái mẫu sẽ có sẵn cho các bác là hình con rồng như này các bác này, hình con rồng như này. Đó thì có hai mẫu như này nhá. Đấy, có hai mẫu như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Và một mẫu trơn và một mẫu là có sẵn hình con rồng luôn. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em là lư đồng, em sẽ có hai mẫu để gửi tới các bác. Đấy. Cái mẫu này sẽ là cái mẫu lư trơn này. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000 nhá. Đấy, 170.000 thì cái mẫu lư trơn như này. Đấy, đây là cái phần này để các bác đặt cái nhang vào đây. Đó. Mẫu lưu trơn này sẽ là 170.000, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10cm và chiều cao thì khoảng 5cm nhá. Mẫu này là mẫu lưu trơn này. Đấy, các bác lên cho em là lưu đồng trơn, con này là 170.000. Đấy, còn con này thì
Các bác lên cho em là lư đồng hình con rồng nhá, hình con rồng đây. Đấy, hai bên là hai con rồng như này. Cái mẫu lư đồng hình con rồng như này thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thì cái mẫu lư đồng hình con rồng như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, có hai mẫu như này nhá. Đấy. Thì một mẫu sẽ là lư trơn và một mẫu sẽ là lư hình con rồng. Lư hình con rồng như này. Đấy, đây là sẽ là mẫu lư hình con rồng này. Hai mẫu này thì nó cũng tương đương nhau. Một mẫu thì nó sẽ thiên về hoa văn, còn một mẫu là trơn. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì cái mẫu lư đồng hình con rồng này, lư hình rồng nhá. Đấy các bác lên cho em là lư hình con rồng thì giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu lư hình con rồng như này. Con này thì cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 6-7 cm, còn chiều cao của nó thì cũng vào khoảng 6-7 cm luôn. Đấy, nó sẽ như này các bác nhá. Sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay. Thì các bác ướm cái lòng bàn tay của em để mình tính cái thông số nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên mã cho em nó sẽ là lư hình rồng nhá, lư hình rồng này, lư hình rồng. Đấy, lư hình rồng giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái lư hình rồng như này nhá. Đấy, 100k cho cái lư hình rồng như này. Đấy. Còn lại là tiếp theo thì bên shop có cái mẫu là lư trơn nhá. Đấy, lư đồng trơn, lư đồng trơn thì con này sẽ là 170.000. Các bác lên cho em là lư đồng trơn này. Đấy. Lư đồng trơn. Đấy. Lư đồng trơn này, đấy, lư đồng trơn. Giá sẽ là 170k nhá, 170.000. 170k thì cái mẫu lư đồng trơn như này, 170.000. Có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Mẫu này thì nó sẽ là lư hình rồng nhá. Lư hình rồng thì sẽ là 100. Còn cái mẫu lư trơn như này thì sẽ là 170.000. Đấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Eto của Nhật này, Eto của Nhật đây. Đấy, hàng tem nhôm đàng hoàng, mẫu Eto đồng của Nhật như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thì cái mẫu Eto như này nhá. Độ mở của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Hàng của thương hiệu Asahi của Nhật. Đấy, nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Asahi. Con này thì sẽ là 180.000 cho cái mẫu Eto như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Ô Nhật tự động đây. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là dòng tự động và chiều ngang của nó thì nó vào khoảng 1 mét nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Khi các bác mở ra thì nó sẽ tự động như này và đóng vào nó cũng tự động rồi. Đấy, thì các bác chỉ cần là đẩy vào như này thì em sau đó thì mình quận lại là xong. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đó. Mở lên thì mở như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng gọi là vải, vải này của nó sẽ là vải vải tráng ni lông nhá. Đấy, cho nên là thuộc dạng là nước đổ đầu vịt thì khi chảy vào thì nó sẽ khô ngay. Các bác chỉ cần rũ qua này là khô luôn. Đấy. Thì một con ô Nhật tự động như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một con ô Nhật tự động như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô ngoài chợ người ta cũng phải bán cho bác 100 đến 150.000 rồi. Thế mà đây một cái con ô dù Nhật tự động như này giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật này, ô dù Nhật giá sẽ là 80k trong cái ô dù Nhật tự động như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, con này là 135.000, có điều chỉnh chế độ là to nhỏ này. Đấy. Và sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác tiêm nước vào đây cho em này. Đấy, tháo cái nắp trắng này ra. Đấy, tháo nắp trắng này ra cho nước vào đây. Sau đó thì mình cho vào cho em. Đó, cho vào sau đó thì mình bóp đây là hơi nước nó sẽ ra đằng sau này. Mâm gang của nó khá là dày luôn. Độ nóng cao nhá và có điều chỉnh nhiệt độ nhá và có thể gấp gọn được này. Dây của nó thì dây vải dù như này. 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini như này nhá. 135.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bàn là đứng nhá. Bàn là đứng thì các bác cũng cho nước vào đây cho em này. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì các bác bắt đầu mình là. Và con này là đứng thì các bác ưu điểm của nó là nó sẽ không bị cháy nhá, không bị cháy này. Hàng của Sonaki này. Công suất của nó là 1500W và sử dụng điện 220V. Đấy, 1500W điện 220V nhá. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá. Khi các bác sử dụng thì nó không bị cháy. Đấy, tại vì là hơi nước nó sẽ phun ra đây và nó sẽ là làm phẳng bằng hơi nước nhá. Đấy, làm phẳng bằng hơi nước. Đây các bác bóp đây là hơi nước nó sẽ ra này, rất là tiện luôn. Bàn là Socani nhá. Lên cho em là bàn là đứng bao nhiêu nhỉ? Bàn là đứng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác là 300. Các bác lên cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000 cho một em bàn là đứng như này nhá. 370k một chiếc. Đấy, con này thì rất là tiện luôn để cho các bác có thể sử dụng khi mà mình mang đi du lịch hoặc sử dụng ở nhà rất là ok nhá. Ưu điểm của con này là chống cháy nhá, chống cháy cho nên các bác dùng nó rất là an toàn và rất là thích luôn. Bàn là đứng 370.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Đấy, đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Đấy, con này thì hàng của Nga các nhá, hàng của Nga. Hàng thì về số lượng có hạn nên là các bác mua thì nhanh, bắt đầu sang hè đến nơi rồi. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, cái phần quai này của nó thì có chống mất quai nhá, chống mất nắp này. Đấy, nó liền như này luôn. Đó.
Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng da như này, bằng da như này để các bác sử dụng này, rất là tiện luôn nhá. Có quai đeo như này, hàng CCCP của Nga. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái bình tông 2 lít như này. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái này nó gọi là Ego à? Cái gì? Băng gâu. Giá là 20.000 cho một hộp băng gâu như này. Số lượng của nó là 100 chiếc nhá. Giá rẻ chưa các bác ơi? Đấy, không có đâu rẻ bằng luôn. 20.000 cho 100 chiếc, nếu các bác ra hiệu thuốc mà mua một vỉ này nó sẽ bán cho các bác là 5 đến 10.000 một vỉ này rồi. Thế mà đây 100 cái như này to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ đây. Đấy, các cái kích thước của nó này. Đấy, thì nói chung là cái chuyện mà bị trượt da tay, đứt chân thì nó thường xuyên xảy ra. Mà các bác cứ đi lấy rẻ, lấy riếc dùng nó rất là mất vệ sinh, không an toàn. Đấy, thì các bác cứ dùng cái băng gâu này cho em, hàng vệ sinh an toàn của Nhật luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một bịch như này, 100 cái luôn. 20.000 cho một bịch 100 cái luôn, tính ra vào 200 con hay bao nhiêu đấy các bác nhé. Các bác có thể chia ra, đó, băng gâu nhá. Tiếp theo thì đây cái băng gâu này thì cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy, cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, các bác bóc ra cho em này. Bóc ra sau đó thì mình chỗ nào bị chảy máu này các bác dán trực tiếp lên cho em. Đấy, dán trực tiếp lên cho em. Đây, bóc ra này. Sau đó thì mình lột cái lớp mớt dán này ra này. Đấy, sau đó các bác dán vào cái chỗ mình bị ấy này. Đấy, độ bám của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, bám dính rất là tốt, kể cả các bác có rửa nước cũng ok luôn. Đấy, độ bám rất là tốt luôn, rửa nước cũng ok luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, kem đánh răng Hàn Quốc giá sẽ là 50.000 cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng không có niêm phong, như khi các bác nhận hàng thông cảm cho em. Đấy, nhà sản xuất thì người ta chỉ có mặc định là không có niêm phong như này thôi. Đấy. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là 60 g. Đây. Đấy, à 120 g các bác này, 120 g. Hàng của Hàn Quốc chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đây, Made in Korea này, hàng nội địa của Hàn Quốc, kem đánh răng Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k trong hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là đây. Bao gồm cho các bác là vào khoảng là đi 30 lưỡi. 30 lưỡi có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi. Nhưng mà em cứ giới thiệu chung chung là nó vào khoảng 30 lưỡi thôi. 30 lưỡi và có kèm cho các bác là một bàn cạo này. Đây, 30 lưỡi như này. Lưỡi là lưỡi kép, kèm một bàn cạo và một lọ kem. Giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 30 lưỡi này các bác dùng quanh năm ngày tháng cho em, dùng từ năm này sang năm khác. Bác nào mà ít dâu thì dùng cho em 2 3 năm mới hết được. Đó. Còn nhiều dâu thì thấp nhất cũng phải dùng là 1 năm. Đó. Thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy, bộ lưỡi kem. Lưỡi kem này. Đấy, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá thì chỉ có 60k thôi. 60k mà các bác có thể là từ được 30 đến 35 lưỡi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là chổi cọ vàng này. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là dây như dạng như là dây đồng như này các bác này. Dây như dây đồng như này thì các bác có thể dùng để mình đánh son, đánh nồi này, kỳ cọ sân này, chỗ nào có rêu có giúp các bác kỳ cọ cho em. Đấy, chổi cọ vàng giá sẽ là 25k. Đúng không? Cọ gì đấy? Chổi cọ gì nhá, lên cho em là chổi cọ gì này. Đấy, chổi cọ gì giá sẽ là 15k một chiếc thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chổi cọ gì này. Đấy. Chổi cọ gì giá sẽ là 15k. Đấy, trước em bán 25.000 đợt này về cho bác chỉ còn 15k thôi. 15k cho cái mã chổi cọ gì như này, chiều dài khoảng trên 20 cm. Đấy, các bác dùng để cọ gì sét này, cọ song, cọ nồi hoặc là đánh gì, đánh giếc đều ok hết nhá. 15k cho một cái chổi cọ gì như này rất là tiện luôn. Đây, ví dụ như là cái phần tường mà nó bị dí sét bị bẩn này, các bác đánh đi cho em này. Đấy, hoặc là nói chung là rất là đa di năng luôn, rất tiện nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy thì hôm nay em lại cập nhật các mã hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, đây. American USA, đó hàng của Mỹ nhá. Đấy. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. American USA.
nó sẽ có đây, nó có in logo của câu lạc bộ Liverpool các bạn này. Đấy, Liverpool đó, 1892 nhá, 1892, hàng khá lâu đời rồi, bản là Zippo như này. Hàng thì các bác nhận hàng còn nguyên nguyên đai nguyên kiện này các bạn này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này, còn nguyên cả niêm phong luôn này các bạn này. Đấy, nguyên niêm phong luôn này, em mở cho các bác xem này. Đấy, nguyên đai niêm phong như này các bác nhá. Đó, và nó sẽ là một cái dòng bật lửa Zippo các bạn này. Đấy, có sẵn đá là về nhà các bác chỉ cần châm dầu vào đây cho em xong này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy, nghe cái tiếng nó kêu rất là thích luôn các bạn. Đấy, đúng chất bật lửa Zippo luôn, nghe tiếng tách tách các bạn này. Đấy, Zippo xịn các bạn nhá. Đó, Zippo xịn luôn, hàng của Mỹ này. Đây, đấy, về nhà các bác cho xăng thơm hoặc là cho dầu vào các bác sử dụng nhá. Đây, American USA này, United of American USA nhá, hàng của Mỹ này, bật lửa Zippo của Mỹ nhá. Đó, đây, rất ngon luôn, đá đánh cực nhạy luôn, bật phát nào ăn phát đấy các bác này. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95k nhá. Đấy, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. Đó, bật lửa Zippo này, đó, lên cho em là bật lửa Zippo nhá. Đó, bật lửa Zippo giá sẽ là 95k nhá, 95k thôi, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này, có màu vàng và màu bạc nhá, có màu vàng màu bạc như này. Mai kia thì em về có cái hình cả hình con rồng nữa. Đấy, còn đây thì nó sẽ mới có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này thôi. Đấy, thì các bác lên cho em là Zippo vàng hoặc là Zippo bạc nhá, Zippo vàng hoặc Zippo bạc, giá thì đều là 95k một con nhá, 95.000 một con. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia ghế hơi nhá, cái ghế hơi đó, đây nó sẽ là một cái ghế hơi như này, thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bơm lên thì nó sẽ là một cái to và một cái nhỏ như này, một cái to và một cái nhỏ như này. Đó, chất liệu của nó thì mặt trên này là bằng nỉ này, mặt dưới của nó là bằng da lộn nhá, bằng da lộn. Đó, kích thước thì con to là cao 94, đấy, cao là 94, rộng 1m22 và 102 các bác này. Đấy, còn con này là 2855. Đó, thì các bác lên cho em là ghế hơi, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ghế hơi này, ghế hơi giá sẽ là 350k nhé, 350.000 cho một chiếc ghế hơi như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cho các bác cả cái máy bơm này luôn. Đấy, có bán kèm cả máy bơm nhá. Đấy, máy bơm thì các bác lên cho em là máy bơm lên cho em là máy bơm nhá, máy bơm hơi đó, máy bơm hơi thì con này giá sẽ là 80k cho cái máy bơm hơi như này nhá, 80.000 đó. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 là mình bơm cho em. Đây, đấy. Và nó sẽ có cho các bác các cái đầu như này, thì các bác vừa cái nào thì các bác đút cái đấy cho em nhé. Đây, đấy, các bác đút về đây cho em này. Đấy là mình bơm thôi. Đó, nó rất tiện ích nhá. Đây. Con này thì con ghế hơi này thì cái máy bơm này là điện 220V. Đấy, 50W nhá, 50W bơm rất là tiện luôn. Đó, bơm rất là tiện. Thì đây, các bác về chỉ cần cắm và bật công tắc lên là mình bơm thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi. Giá thì sẽ là 80k cho một cái máy bơm hơi như này. Máy bơm hơi 80.000. Đó, thì đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác bơm lên thì nó sẽ là như này các bác này. Đấy, nó sẽ như này cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là một con bé này, một con bé và một con to. Đấy. Rất tiện luôn nhá, một con bé và một con to như này. Thì nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu bơm. Con này dùng rất là ngon luôn, người lớn trẻ em dùng được hết các bác này. Đấy. Nằm nó rất là rộng rãi thoải mái luôn. Các bác có thể nằm để nghe nhạc này, lướt TikTok này hoặc là sử dụng đa di năng được luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đây con này, đó. Đấy, rất là tiện luôn các bạn này. Đó, qua theo. Đó, bơm lên là xong. Đây. Đấy, dùng rất là ngon nhá. Nó sẽ có một con to, một con nhỏ. Đấy, bơm lên sau đó các bác đậy nắp vào. Mình dùng thì trong vòng 1 tháng thì nếu mà nó bị hết hơi đi thì các nó bị non đi thì các bác lại lắp máy bơm và các bác bơm đẩy lên cho em. Đó, tại vì trong khi dùng thì cái hơi này nó sẽ bị hao hụt nhá. Thì các bác lại bơm tiếp lên cho em là xong. Đó, ghế hơi là 350 nhá, ghế hơi 350, còn cái máy bơm này thì sẽ là 80.000 nhá, máy bơm hơi 80.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh các bác này. Đấy, đây các bác chỉ cần là ấn này là nó sập đẫy thôi các bác này. Đấy, và khi các bác này, đấy, con chuột chạy qua là sẽ sập đẫy luôn các bác nhá. Đấy, sẽ sập đẫy luôn, nó rất là tiện ích luôn. Đấy, con này nó đang bị kẹt các bác này. Đấy, đây các bác nhá, đây con chuột chạy qua cái là sập đẫy luôn, rất là tiện này các bác thấy chưa. Đó, rất tiện luôn nhá. Cái này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 nhá. Đấy, sập cực kỳ là mạnh luôn các bác. À, con này dùng rất là an toàn nhá, khi các bác dùng thì không sợ bị kẹt vào tay hoặc là thế này thế nọ nhá. Đấy. Và khi đặt thì các bác cứ đặt cho em là 2-3 cái một chỗ luôn thì là nó chạy là nó sẽ không vào cái nọ là vào cái kia. Đấy, đập rất là mạnh luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác mấy cái con bẫy chuột như này, giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bẫy chuột nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái bẫy chuột như này, 15.000. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. 15.000 các bác nhé. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về tôi bán cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt của Đức. Con này thì nó vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy. Hàng thì siêu bén luôn, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Vào khoảng 4-5 lạng đây, hàng made in Germany này. Hàng thì nó sẽ là hàng liền thân luôn nhá. Hàng liền thân luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng nó rất là tiện. Liền thân như này thì dùng nó rất là tiện rồi và dao thì cũng rất là bén luôn. Đấy, khoảng 4 đến 5 lạng nhá, khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, chiều dài khoảng 30 cm và bản của nó vào khoảng là bản của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 10 cm các bác. Đấy, các bác dùng để thái băm chặt rất là ok. Chặt gà, chặt cá rất là ok nhá. Đấy, lên tem là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức. Giá sẽ là 150.000. Đó, dao chặt Đức này. Dao chặt Đức giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con dao chặt Đức như này, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Nhật các bác này, kem đánh răng của Nhật đây. Đấy thì giá sẽ là 60.000 cho một hộp kem đánh răng Nhật như này. 60.000 cho một hộp kem đánh răng Nhật như này các bác nhá. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật. Hàng này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nó sẽ là nguyên tem nhá, nguyên tem như này. Đấy, khi vận chuyển có thể nó bị sọc sạch hoặc mất cái tem này thì các bác thông cảm, tại vì đóng gói vận chuyển mà. Còn cái này thì nó sẽ không có niêm phong nhá, nó sẽ không có niêm phong đâu. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng tinh chất gạo, tinh chất gạo. Con này thì chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật rất là thơm luôn. Đó, kem đánh răng Nhật rất thơm luôn. 60k nhá. 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Rất thơm cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Thìa của Đức đây. Đấy, hàng thìa Willing của Đức cực kỳ dày luôn. Đấy. Hàng này khá là dày dẫn chắc chắn nhá, siêu dày cho các bác luôn. Đây. Đấy, Willing hai hình người rất dày dẫn, hàng inox 304. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, mình dùng để ăn cơm, ăn cháo, ăn bún ăn phở đều ok hết nhá. Đấy. Cho trẻ em cũng rất ok luôn. Thì một vỉ như này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên cho em là thìa Đức nhá. Đấy. Thìa Đức này. Giá sẽ là 60k cho một vỉ thìa Đức như này, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 cái, 5 cái thìa Đức 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hộp kim chỉ này. Đấy, thì một cái bộ kim chỉ như này giá chỉ có 25.000 thôi. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ combo như này mà giá 25.000 nhá. Bao gồm cho các bác là thước đo này, rồi đầu xỏ kim này. Đây. Đấy, cái này là cái đầu xỏ kim các bác này, đầu để xỏ kim này, rồi kim băng, rồi thước đo, rồi đê này. Và cái combo chỉ này bao gồm cho các bác là một bộ kim này. Một bộ kim như này, một bộ kim bao gồm là 10 quận và một vỉ kim như này, một bộ chỉ và một vỉ kim như này các bác này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Giá chỉ có 25k thôi, 25.000 cho một cái bộ kim chỉ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ nhá. Hộp kim chỉ. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Thì con này nó sẽ khá là tiện ích để cho các bác mình sử dụng để mình vá víu, tại vì ưu điểm của nó là rất là nhiều màu chỉ khác nhau luôn, có tới 10 quận với 10 màu khác nhau. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng. Nó rất là đa tính năng. Bây giờ nếu các bác đi mua mà đủ được cái loại chỉ như này cũng rất là hiếm luôn, và nó sẽ là tốn rất là nhiều. Lên mã giúp cho em đó là kim chỉ nhá. Kim chỉ giá sẽ là 25k cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ dao sói các bác này. Bộ dao sói. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 món và giá thì cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy, 6 món như này, bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo và một nạo. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đấy. 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đây. Em sẽ test dọc giấy cho các bác xem nhá. Con này thì dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác. Đấy đây. Con này con nào cũng sắc luôn. Con này. Đấy. Sắc như nước luôn các bác thấy không? Đó. Rất là sắc nhá. Đây. Japan này, hàng của Nhật này. Hàng này nó sẽ là phân khúc hàng tầm trung nhá, giá hợp lý cho các bác luôn. Đó, vào theo. Đấy. Đấy, rất sắc luôn nhá. Bộ sản phẩm mình sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này các này. Đấy. 4 con dao. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cứ bỏ ngoài đi, em kiểm tra thôi, em chuyển khoản cho. 4 con dao này, một kéo và một cái nạo. 4 dao, một kéo, một nạo như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lư đồng nhá. Các bác lên cho em là lư đồng này, giá sẽ là 170.000, 170.000 cái lư đồng như này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái lư như này các bác này. Một cái lư. Cái gì đây? Tao để tí anh kiểm tra. Cái lư đồng này nhá. Đấy, một cái lư đồng như này các bác này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hoa văn hình hoa sen này rất là đẹp các bác này. Đấy. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân để các bác để nhang lên các bác đốt này. Chân để nhang lên các bác đốt. Đó, rất là đẹp luôn. Chất liệu thì bằng đồng nhá. Chất liệu bằng đồng. À, đường kính vào khoảng là 8 đến 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đường kính khoảng 8 10 cm, chiều cao 5 cm. Đấy, chất liệu bằng đồng. Đấy, chất liệu bằng đồng như này.
giá sẽ là 170.000 nhá. Đây mã giúp cho em là đây, cái nắp này của nó làm cái hình búp sen rất là đẹp này, chất liệu bằng đồng tự nhiên này, đồng vàng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, cái này là cái để các bác để cái nhang lên đây. Đó. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là lư đồng nhá. Lư đồng giá sẽ là 170.000 cái lư đồng như này các bác này. Đấy, 170k. Lên cho em là lư đồng 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc điện thoại đây. Đấy, nó sẽ là một cái sạc béo như này. Và cái đầu này nó sẽ là ra 3 chân và có đèn báo nhá. Đấy, nó sẽ là 1 2 3 chân như này và có đèn báo luôn. Ra 3 chân có đèn báo, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Cái này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. 50k cho một cái dây sạc béo như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Đấy, những cái đầu này của nó đều có đèn báo hết và chống đứt cho các bác rất là tốt luôn, chống đứt, dẫn điện nhanh, dây to các bác nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh của iPhone. Đây, bao gồm là một củ sạc và một dây như này, công suất là 20W này. Sạc nhanh của iPhone. Đây. Đấy, iPhone này các bác này. Đây. Sạc nhanh của iPhone. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ sạc nhanh iPhone như này nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu. Đây, nó sẽ là một cái chảo như này các bác này. Con này các bác dùng để mình chiên ngập dầu rất là ok, nó còn kèm cho các bác là một cái ấy như này luôn. Kèm cho các bác là một cái giá đỡ như này. Đấy, tráng đá chống dính và chiên ngập dầu rất là tốt. Các bác chiên nem, chiên gà, chiên tôm cho vào đây cho em, rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, đường kính 20cm nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái chảo chiên ngập dầu hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính là 20cm. Đó, chảo chiên ngập dầu. Giá sẽ là 100k nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thanh chắn cửa này. Đã bắt đầu đến mùa đông rồi. À, đến mùa hè rồi. Thì các bác dùng điều hòa này, vừa chắn điều hòa cho khỏi mất gió lạnh này, hoặc là côn trùng kiến gián, các bác chỉ cần là đẩy vào cái khe cửa cho em. Đây. Ví dụ đây là cái cửa này, các bác chỉ cần đẩy bên này cho em là xong này. Đấy, đẩy này thì nó sẽ chắn cho cái cửa của các bác rất là tiện ích luôn. Đấy. Cửa ra vào nó chắn rất là tốt nhá. Giá thì chỉ có 30.000 cho một cái thanh chắn cửa như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là thanh chắn cửa chiều dài khoảng 90cm nhá. Đấy, các bác chỉ cần xiên vào cái khe cửa là xong. Thanh chắn cửa giá sẽ là 30k. Đấy, mưa gió bụi bẩn kiến gián côn trùng đều ok hết nhá. Kiến gián côn trùng và mất gió điều hòa nữa. Đấy, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác không cần phải cho rẻ cho ấy gì nữa. Đây. Đấy, silicone mềm nhá. Rất là tiện luôn, bên dưới lót vải này. Chỉ cần đẩy vào là xong. Nhà. Đấy, các bác đưa vào. Côn trùng kiến gián ruồi muỗi, chuột, bọ rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp em là thanh chắn cửa rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các bác bỏ ra cho em xin 3 giây để cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút tương tác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con két sắt mini nhá. Đây, két sắt mini. Đấy, con này thì nó không quá dày đâu, nó chỉ vừa xinh thôi, nhưng mà khi các bác dùng thì nó cũng khá là tiện ích luôn. Đấy, có chìa mở như này nhá, có nút để cho các bác mở chìa này. Có nút cho các bác mở chìa và có cho các bác là cả cái số điện tử như này luôn. Các bác có thể dùng đây rồi. Các bác có thể dùng số điện tử cũng rất là ok luôn. Và con này thì cái mặt của đằng trước của nó là khá là dày, còn mặt đằng sau thì vừa phải. Để các bác sử dụng thì các bác có thể là bắt vít vào đây. Đấy, nó kèm cả ốc vít luôn nhá, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Và đây của nó là có sẵn pin này. Pin để các bác mở số điện tử này, có đai vít này và có cả chìa như này luôn. Đó, thì các bác về các bác mở ra cho em. Đó, sau đó thì mình có thể sử dụng số điện tử hoặc mình sử dụng chìa tùy theo. Lên cho em là két sắt mini nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây. Xoay vào đây cho em này. Xoay ra để mở ra này. Đây các bác này, mở ra nó sẽ như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25cm. Chiều cao thì vào khoảng là gần 20cm. Chiều sâu thì cũng vào khoảng là 20cm các bác nhá. Đó, đây. Đây là cái hệ khóa của nó này. Đấy, khi các bác mở thì vừa mở khóá vừa kết hợp với cả cái lẫy này cho em. Đó, đây. Cái lẫy đai này của nó rất là to và cứng luôn nhá. Đó, cho nên là rất là an toàn này. Đó, đây. Đóng vào này. Sập vào này các bác này. Đấy. Mở ra thì các bác kết hợp xoáy lẫy cho em nhá. Đó, đây. Đây. Đó, thì rất là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. 350.000. Lên mã giúp cho em đó là két sắt mini.
Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai chìa này, hai cái đai để các bác bắn vào tường này, và một cái bộ pin. Pin thì các bác lắp vào đằng sau cho em nhé. Đấy, pin các bác lắp vào trong hệ pin bên trong này. Lên cho em là két sắt mini 350k nhá. 350.000 cái két sắt mini như này. Đó. Các bác mở ra chưa? Mở ra sau đó thì lắp pin vào trong này và các bác cài mã cho em nhé. Két sắt mini. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước thì nó sẽ là có 4 đầu như này này, 1 2 3 4. Các bác cho nước vào đây chưa em? Cho nước vào đây. Đấy, đây thì nó sẽ là vệ sinh niếu, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi cho em. Lên cho em là tăm nước. Giá thì sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy bơm như này. Đấy, một máy bơm rất là khỏe luôn. Hàng này thì của nó xuất đi rất nhiều nước nhá. Một cái máy bơm rất là khỏe như này. Và một cái bộ đầu lưỡi nhá. Đây, máy bơm các bác này. Các bác bật lên cho em. Đó. Đấy. Máy bơm rất là khỏe luôn. Các bác chiết nước vào đây cho em. Đấy. Cho nước vào đây này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Ăn xong là mình ra mình vệ sinh luôn. Đấy, ăn xong mình ra mình vệ sinh luôn. Có cả củ sạc đi kèm nha các bác nhá. Có cả dây sạc đi kèm. Đấy, và bốn cái đầu vệ sinh như này. Đây, có dây sạc đi kèm đây và có bốn đầu vệ sinh nhá. Các bác cứ lên YouTube các bác gõ là tăm nước là nó sẽ ra. Đấy, thì con này để vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Tăm nước giá sẽ là 170k cho cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình tông bình xanh nhá. Đấy, lên theo là bình xanh. Đó, bình xanh như này. Thì nó sẽ có con 1 lít và con 2 lít có quai đeo. Bình xanh của quân đội Việt Nam mình thôi. Con này sẽ là 90k cho con 2 lít và con 1 lít sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm và màu là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bằng nhôm tự nhiên như này. Đấy, bằng nhôm. Nhôm nguyên sinh nhá, nhôm tự nhiên. Đó. Các bác dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thì tuyệt vời luôn. Đựng nước lọc, nước uống, rượu, bia, nước giải khát đều ok hết nhá. Có quai đeo như này. Các bác mang đi cấy, đi gặt, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Con 1 lít là 70.000, con 2 lít là sẽ là 90.000 các bác nhá. 2 lít 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cốc tự khuấy đa chức năng. Các bác dùng để mình khuấy nước ngọt rồi nói chung là cà phê rồi nói chung là cho đá vào đây là mình sử dụng thôi. Đó. Và các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này. Đấy, cho các thứ vào đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cốc tự khuấy như này. Giá của nó sẽ là đây, lắp cho em đôi pin vào đây này, lắp đôi pin vào đây. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Lên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác lắp cái pin vào cái đít này cho em. Đó, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k cho em cốc tự khuấy như này, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khay đá thông minh nhá. Đấy. Khay đá thông minh như này thì về nhà các bác bỏ đá vào đây cho em, cho nước vào đây, sau đó thì cho nước vào đây, sau đó thì mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Và đây cái đế của nó là đế mềm như này. Đế mềm như này các bác này. Thì khi các bác sử dụng ấy thì là mình chỉ cần ấn này là viên đá nó sẽ lồi lên nhá. Các bác không cần phải vặn, không cần phải vặn như này làm gì cả, chỉ cần ấn này là viên đá nó lồi lên thôi. Tại vì cái đế này của nó là silicone mềm. 15.000 một chiếc. Đấy, 15.000 cái như này các bác nhá. Đấy, và các bác có thể để chồng nhau được luôn, nó có nắp như này để chồng nhau được luôn. Đấy, lên cho em là khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gang tay lao động nhá. Một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 trong bịch 12 đôi, có cao su non chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để mình lao động làm vườn này. Đấy, rồi nói chung là đa chức năng luôn, có thể cầm bút viết được thoải mái luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 12 đôi. 12 đôi là 70.000 nhá. 70k. Đó, 70k, còn các bác mua lẻ thì 5 đôi sẽ là 40k nhá. 5 đôi sẽ là 40.000. Đó. Dùng để viết lách rất là ngon luôn. Đấy, làm vườn, làm cây cối bonsai, đấy, dọn dẹp vệ sinh, làm nhà rất là tiện, các bác dùng vào việc gì được, nó rất là phù hợp, nó sạch sẽ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi hàng của thương hiệu Nai như này. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ của nó là 10 đôi, tất của thương hiệu Nai, co giãn 4 chiều. Tay này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, co giãn 4 chiều như này. Tất của thương hiệu Nai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
90.000. 90.000 cho một vỉ 10 đô đất màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tựa lưng thôi nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình tựa lưng. Đấy, mình tập, mình tựa lưng, mình tập cho nó khỏi bị đau lưng, đau mỏi vai gáy, đau xương khớp. Đấy, nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần cài vào đây cho em xong. Đó, các bác cài vào đây cho em. Đây, các bác cài vào đây cho em này. Đấy, đây, cài vào đây cho em là xong. Đó, cài như này. Rất là tiện ích luôn, các bác nằm lên cho em, nằm lên. Đây, nó sẽ có cái miếng mút như này, các bác cài vào giữa như này nhá. Đây, đây của nó sẽ là tập là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 động tác tất cả này. Đấy, các cái động tác như này là 10 động tác. Các bác tập thì giúp cho các bác là định hình xương sống này, xương vai, xương cổ, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi, rất là rẻ luôn, bằng nhựa. Và các bác có thể điều chỉnh cái nấc của nó là lên xuống tí thôi nhá. Đấy, các bác tập lâu thì các bác cho cái nấc cao này, còn các bác tập bình thường thì các bác cho cái nấc thấp nhá. Lên thì em là tựa lưng nhá, giá sẽ là 50.000. Đấy, các bác định hình cái xương sống của mình để nó tránh bị đau xương sống, đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn. Tựa lưng giá chỉ có 50k cho bọn em tựa lưng như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Đây nó sẽ là một con đèn hộp nhôm như này. Giá thì sẽ là 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Có cả quai đeo, quai sách đàng hoàng, có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đây. Đấy, các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì muốn dùng bật lửa thì các bác nhấn cho em cái nút bật lửa là nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, lên đèn là lửa lên này. Đấy, các bác nhấn tắt giữ lì là nó sẽ tắt này. Đó. Giữ lì cho em là nó sẽ tắt. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Và có nam châm hít này. Có nam châm hít này. Đấy, có đèn chiếu sáng này. Có đèn chiếu sáng như này. Rất sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng vàng, sáng trắng, nhấp nháy cảnh báo, rất đầy đủ luôn. Có dây đeo các thứ đàng hoàng. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k cho con đèn hộp nhôm như này. 90.000 cho con đèn hộp nhôm. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn kế nhá, giá 90.000 thôi. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 cho một con như này. Có bao gồm cho các bác là một đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ như này và một cái bộ dây như này các bác nhá. Đó, các bác bật lên là mình sử dụng thôi. Đó, rất là tiện, bác nào mà chuyên môn về điện muốn sửa chữa này, đo vôn kế, đo AC này, DCA này, đo ohm này. Đấy, dùng con này chứ em, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc làm nghề linh tinh lặt vặt cũng rất là ok. Đồng hồ vôn kế. Đồng hồ vôn kế nhá. Vôn kế giá sẽ là 90k. Đó, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái đèn 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W và siêu sáng luôn. Con này thì rất là sáng nhá, 28W. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là đèn 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k cho một con đèn 4 cánh mini như này. Công suất là 28W các bác nhá. Công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo gà nhá. Kéo gà của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to, hàng đại các bạn. Đấy, rất là sắc luôn này các bạn này. Đấy, những cái dây bóng dai như này mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Kéo rất là sắc luôn. Đấy, hàng của Nhật, thép SK5 Japan này. Đấy, con này thì hàng đa chức năng luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, thực phẩm, thức ăn này. Rồi cắt cây, cắt cành cũng được. Đấy, rồi đánh vẩy cá, kẹp cua, ghẹ, đầy đủ các chức năng luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt gà Nhật. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con kéo cắt gà Nhật như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái hộp tam đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái hộp tam đồng như này. Giá thì chỉ có 90.000 cái hộp tam đồng như này thôi. 90k cho cái hộp tam đồng như này các bác nhá. Đấy, một cái hộp tam bằng đồng đẹp như này mà giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em hộp tam đồng 90.000, các bác bỏ vào đây cho em. Đó, nhấp qua nhấp lại này, rất là tiện luôn. Hộp tam đồng, giá sẽ là 90.000 cái hộp tam đồng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng nhá. Đấy, một con cặp lồng rất là đẹp như này. Đó. Cái này bao nhiêu nhỉ? Đây. Cái nắp này thì các bác dùng để làm bát luôn này. Tiếp theo nó sẽ là một cái khay nhỡ này để các bác đựng mắm mì chính này, một cái khay chung này và một cái cặp lồng như này. Dung tích của con này thì sẽ là vào khoảng là 1,6 lít nhá. Oh. Giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con cặp lồng như này. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cặp lồng rất là đẹp như này. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 nhá.
lên cho em là cặp lồng 120k này. Cặp lồng như này, đấy, rất đẹp luôn. Giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cái cặp lồng tầng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 4 tầng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Con này thì giá đang thanh lý. Cặp lồng tầng này bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, một con cặp lồng 4 tầng như này. Các bác có thể mở ra từng tầng một nhá. Cặp lồng tầng. Giá đang thanh lý cho các bác chỉ còn 80.000 thôi. 80.000 cho cặp lồng tầng như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là có 4 tầng nguyên vẹn như này. 4 tầng nguyên vẹn như này, mỗi tầng là các bác có thể, con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mang cơm đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc nhà đi chăm người ốm này, bệnh viện viết này. Đấy. Thì các bác cứ mang cặp lồng ra mình mua đầy đủ các cái thực phẩm cho em. Đó, 4 món, mình có thể đựng được 4 món luôn. Và có nắp có gioăng nhá, có nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái luôn. Đấy, đậy vào thì rất là chắc chắn nhá, 4 tầng như này. Đó, và có quai sách đàng hoàng. Đây. Có quai sách như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi, 80.000 nhá. Cặp lồng tầng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Đấy. Đây, một con ấm siêu tốc rất là ngon như này các bác này. Đấy. Tên là gì? Ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, một con ấm siêu tốc inox như này, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh nhiệt ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt ở đây. 450.000 nhá. Đấy, có cả kính nhìn rõ nước bên trong luôn, dung tích của nó là 1,7 lít nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000, đúng không? 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Hàng inox dày dẫn chắc chắn, có điều chỉnh nhiệt ở đây nhá. Đấy. Giá thì rất hợp lý, 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Đây là cái đế của nó các bác này. Đây, cái đế của nó đây. Đế của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, các bác đặt vào cho em này. Đó. Đây. Nút nguồn của nó đây. Hàng rất hiện đại luôn, rất đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kyler các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, dày lắm cái mâm này của nó. Mâm này của nó siêu dày luôn. Cho nên các bác đun thì cực kỳ là yên tâm. Đấy. Ở trong này thì nó có hình như là một cái con dơ le gì đó, con cảm biến nhiệt đây này. Đấy. Nói chung là hàng này thì rất là chất, hiện đại. 450.000 lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút mực nhá. Bút mực thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, bút lông nhá. Lên cho em là bút lông. Có hai màu xanh và màu đỏ nhá. Đây. Đấy, em đang viết đây các bác này, bút lông như này. Đấy, có hai màu xanh và màu đỏ. Giá bán thì sẽ là 20.000 nhá. 20k trên 3 cái này. 20.000 trên 3 cái. Và mua cả hộp thì sẽ là, cả hộp thì sẽ là 50k nhá. Đấy, 50.000. 50k trên một hộp. Đấy, một hộp này của nó sẽ là đi 10 bút, một hộp là 10 bút nhá. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Màu xanh và màu đỏ, một hộp là 10 chiếc. 2 4 6 8 10. Một hộp 10 cái là 50.000. Đấy, 50.000 một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, trên 3 cái các bác có thể mua về để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ cả củ sạc cả dây như này nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone cả củ sạc cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone, củ cực kỳ chắc luôn. Hàng cực kỳ là ngon. Bác nào chuyên dùng iPhone thì mua con này cho em. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ còn cho các bác là 50k thôi. Đây, iPhone 15 Pro Max này. Đấy, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, cả củ sạc cả dây chỉ có 50.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao này. Bộ ba dao như này. Đấy, con dao gọt này thì sẽ là 40.000, con dao thái là sẽ là 90.000. Con này là 40k này, con này là 90k này. Đó, hàng thì đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Ngoài ra thì sẽ là một con dao chặt như này. Một con dao chặt. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đó. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt như này, 180k, đều là hàng của Nhật chữ dập chìm hết nhá. Đó, nếu mua combo 3 con như này, bên em gửi tới các bác giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho 3 con, bao ship đến tận nhà, còn mua lẻ từng con một thì giá của nó sẽ là như trên các bác nhá. Đó, giá rất tốt cho các bác luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Mài dao ba khe nhá, giá của nó sẽ là 130k, hàng nội địa của Nhật. Con này chuyên để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lướt qua lướt lại này cho em. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này. Mài dao ba khe đỏ 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Wattpo và nó là dòng dao trắng, thép trắng không gỉ nhá. Đấy. G49, hàng thương hiệu Wattpo. Con này thì cũng nặng từ 3 đến 5 lạng. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cắt được cả giấy bóng luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho một con dao G49 như này nhá. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm và bản thì cao khoảng là 10 cm. Lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000. G49 150.000 nhá. Lên cho em là G49 150k, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đuôi lò xo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, đuôi lò xo như này nhá. Con này thì đang bán 30.000, đợt này cũng thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nữa luôn. Đấy, một cái đuôi lò xo như này giá chỉ còn cho các bác là 25k thôi. 25k cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy, có công tắc luôn. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào nguồn điện, lắp bóng vào, không thích dùng thì tắt đi. Đấy, 25.000 các bác nhá. Duy nhất trong ngày hôm nay trên video này thôi. Giá sẽ là 25.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đó, 25k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái van xả một đầu nhá, van xả một đầu như này. Giá thanh lý cho các bác 50.000 cho một con van xả một đầu như này nhá. 50k. Đó, bằng inox 304. Ở đây sẽ có cho các bác là cái đầu gen như này. Có cả gioăng giếc đàng hoàng để các bác có thể kết nối vào các cái đầu nguồn nước. Đấy, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Van xả một đầu 50.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để mình dán lên các bề mặt mà mái tôn, mái ngói rồi bờ rô rồi các kia tấm lập mà nó bị dạng như là bị nứt, bị thấm rột thì các bác dán cho em. Lên cho em là keo dán tôn nhá. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn 10 như này. Keo 10, giá sẽ là 40.000. Bản của nó thì 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5m nhá, chiều dài khoảng 5m. Để các bác chuyên để dán tôn rất là ok luôn, keo 10. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi. Đấy, bao gồm là 30 lưỡi cạo, lưỡi kép. Đấy, có cho các bác là 30 lưỡi kép này, một bàn cạo và một lọ kem luôn. Đấy, combo cho các bác như này. 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem, lưỡi của nó là lưỡi kép nhá. Bộ hai lưỡi kép như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn cho các bác là đi 60.000 thôi. 60.000. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 nhá. Đấy. Cho một bộ lưỡi kem như này. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho bộ lưỡi kem này thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái bảng tô. Đấy, bảng tô nhá. Con này thì các bác dùng cho trẻ em nhà mình học tập rất là tuyệt vời luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng này. Đấy, lên cho em là bảng tô. Giá sẽ là 40.000 thôi. Lên cho em là bảng tô. Ở đây nó sẽ có nút khóa, các bác mở cái khóa ra cho em này. Mở khóa ra cho em. Sau đó thì các bác bật lên. Đó đây. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô. Đấy, giá sẽ là 40k, 40.000 một chiếc. Các bác có thể mua về để cho các em nhà mình nó học hành tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Đấy, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó. Đây, rất tiện luôn. Tô vẽ thoải mái luôn. Giá sẽ là 40k, 40.000. Rồi ok. Hello các bác nha, hôm nay thì bên shop có một số mã thanh lý gửi tới các bác này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Hôm nay thì bên em có thanh lý một cái bộ tam đa rất là đẹp luôn. Đó, bộ tam đa phúc lộc thọ như này. Chất liệu của nó thì bằng gốm sứ các bác nhá, gốm sứ như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 cm. Đó. Hàng thì nó sẽ là một cái bộ tam đa bao gồm là ba ông phúc lộc thọ như này nhá. Đấy, tam đa ba ông phúc lộc thọ như này.
Đấy, bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 cho ba ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ như này nhá. Đấy, hàng gốm cực kỳ đẹp luôn, gốm cổ cực kỳ đẹp. Đấy, riêng ba ông Tam Đa này thì các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Chuyển khoản hết thì bên em mới bán. Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Đó, bộ ba Tam Đa Phúc Lộc Thọ rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, bộ ba Tam Đa Phúc Lộc Thọ này, ba ông như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với giá đó là 40k nhá. 40k cho cái đèn đội đầu 5 bóng như này. Đó, giá chỉ có 40.000 thôi. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng như này có dây có quai đeo đàng hoàng. Đây. Công tác của nó đây các bác này. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa. Đấy, và có chế độ là bật 1 bóng, bật 4 bóng và bật cả 5 bóng luôn. Đây. Đấy. Con này các bác dùng để đeo đầu rất là ok. Có cáp sạc vào đây, có dây sạc các thứ đèn đàng hoàng cho các bác nhá. Giá thì sẽ là lên cho em là đèn đội đầu 5 bóng này, đèn đội đầu 5 bóng, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao cắt kính này. Con này thì các bác có thể dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Chuyên để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết. Có kèm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, một cái bộ bao gồm là hai lưỡi luôn, với một lưỡi đi kèm nữa là ba lưỡi. Con này thì các bác dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 100. Cái con kính gạch men này bao nhiêu đấy? Dao cắt kính như này 130.000 nhá. Lên theo là dao cắt kính cắt gạch men 130k. Đó, 130k cho con dao cắt kính cắt gạch men như này. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem đây. Em đã cắt cho các bác xem này. Đấy. Cắt gạch men này. Đấy, cắt gạch men rất là ngon luôn nhá. Cắt kính cắt gạch men đều ok hết này. Đấy, các bác cắt này sau đó thì mình đưa vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhá. Đây cái chỉ này. Và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây, tôi sẽ đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, anh chị quan sát ra đây. Đây. Đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu không đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Sau đó thì chúng ta sẽ không đều ra này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Cắt gạch men nhá. Đó, cắt gạch men, cắt kính đều ok hết nhá. Đó. Đây là cắt kính nhá. Cắt kính rất là ngon. Sát em cắt kính nhá. Đây. Em cắt kính nhá. Đó. Cắt kính rất là ngon luôn nhá. Cùng em đặt cái cắt luôn. Cắt kính rất là ngon lành luôn. Rồi em sẽ cắt cái viên gạch men. Đây. Đấy, rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, giá 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái môi nhựa các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái môi sới cơm nhựa trong như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái môi sới cơm nhựa trong như này. 50.000. 50.000 một chiếc. Con này thì các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đấy. Dùng để làm môi sới cơm rất là tuyệt vời nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đây. Cái này hàng của Nhật, nó đóng gói cũng cực kỳ là kỹ càng luôn. Đấy. Bóc ra cũng khó luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đó, mua sữa cơm bằng nhựa trong như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm. Rất là mềm mềm nhưng lại mềm cứng nhá, như lại mềm cứng luôn. Thì dùng nó rất là đã các bạn. Đấy, không dính cơm. Lên cho em là môi sữa cơm nhựa nhá. Môi sữa cơm nhựa trong, giá sẽ là 50.000. 50k cho cái môi sữa cơm nhựa trong như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Đấy, thì khi các bác đun nấu mà nó bị bắn, bị bẩn thỉu thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ là một cái tấm bạc như này. Đấy, các bác có thể là cho vào mình chắn bếp ga rất là ngon luôn nhá. Đấy, một cái tấm bạc như này. Đây mang giúp cho em đó là chắn bếp ga nhá. Giá thì sẽ là cái chắn bếp ga này bao nhiêu đấy? Chắn dầu mỡ 25.000 nhá. Đấy. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ. Chắn dầu mỡ này. Giá của nó sẽ là 25k. Đây. Khi các bác dùng thì nó sẽ như trên hình như này các bạn này. Đấy, mình đặt vào bếp này, nó sẽ chắn dầu mỡ cho các bác rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vắt cam bằng tay nhá. Giá sẽ là 50.000 cho con vắt cam bằng tay như này. 50k. Đấy, thì các bác chỉ cần là nó bằng inox 304. Sáng bóng đẹp này. Đấy, sáng bóng đẹp như này. Các bác chỉ cần đặt vào này là xong. Đấy, để mình vắt này.
rất là tiện ích luôn. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, chỉ cần đặt vào đây là mình vắt là xong. Đấy, các bác uống 1-2 quả cam mình cho vào đây mình vắt bằng tay luôn, nó rất là tiện. Vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng máy thì nó sẽ là 190.000, còn vắt cam bằng tay này là 50.000. Đấy, cái bàn cờ nhựa này thì sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là cả bàn cờ, cả quân luôn. Đấy, 80.000 một bộ này nhá. Đấy. Lên thêm là bàn cờ nhựa này. Đấy. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, bao gồm cả quân, cả bàn cờ như này. Đấy. Bàn cờ nhựa nhá. 80.000 cho một bộ như này, về các bác để chơi cũng rất là tiện luôn. Có cả quân, cả bàn cờ luôn, không dùng nữa thì mình lại kẹp vào kia. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái quân cờ gỗ nhá. Cái này nó sẽ là quân cờ và nó bằng gỗ, quân bằng gỗ như này. Bằng gỗ nó chiều nó vào khoảng là 3 cm, 2 cm rưỡi đến 3 cm. Đó, quân cờ gỗ. Giá thì sẽ là 70.000 cho cái bộ quân cờ gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn này là bao nhiêu đấy? Cái đèn gậy à? Đây. Nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Và nó sẽ có một con đôi pin như này luôn, một đôi pin như này các bạn. Đấy, hẳn một đôi pin như này luôn, dùng rất là đã này. Đấy, một đôi pin như này. Đèn gậy nhá, lên cho em là đèn gậy 140.000. Đấy, con này thì cũng khá là sáng luôn. Khá là sáng các bác nhá. Thì mình vừa dùng để mình soi ban đêm ban điếc. Đấy, hoặc các bác đi đường điếc, hoặc là vừa để làm cái gọi là phòng thân luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Đây, phòng thân mình có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Lên cho em là đèn gậy 150.000, 140.000. Đấy, có sẵn hộp như này và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc luôn. Đèn gậy 150.000 nhá. À 140.000 nhá. 140k cho con đèn gậy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng hút thổi bụi ống nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng ống. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện, hút thổi bụi ống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, giá rất là tốt luôn. Hút thổi bụi bằng ống. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, con này nó chạy bằng pin và rất là khỏe luôn. Hút thổi bụi ống chạy bằng pin. 260.000. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái ống như này. Đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, ống dài nhá, đầy đủ phụ kiện luôn. Đây. Con này hút rất là khỏe các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Hút rất là khỏe luôn các bác này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Đấy. Rất là khỏe luôn. Giá thì sẽ là 260.000 nhá. Các cái đầu phụ kiện đi kèm đây. Chạy bằng pin thì các bác có thể để lên ô tô này. Hả? 260.000 nhá, hút thử bụi ống này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Giá sẽ là 50.000. 50k cho cái vòi tưới cây bằng đồng như này. 50k nhá. Lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng 50.000. Đó. 1 2 3 phần cút nối và một cái đầu vòi như này. 50k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho cái bóng 3W như này. Bóng 3W 10.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái đèn 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Đấy, bóng đèn 3 màu. Con này thì của nó sẽ là bao nhiêu watt đây? 3 màu và con này của nó là đi tầm khoảng, con này chỉ khoảng trên 10W thôi. Trên 10W thôi. Nhưng mà rất là sáng luôn. Và giá thì đợt này về cho các bác giá tốt nhá. Giá chỉ còn cho các bác là đi giá sẽ là lên cho em là bóng 3. Cái bóng 3 màu đang bán bao nhiêu đây? 3 màu đang bán là 30k nhá. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. 20.000 cho cái bóng 3 màu như này nhá. Con này thì cũng rất là sáng luôn. Lên cho em là bóng 3 màu, giá sẽ là 20.000. Đó. Tiếp theo thì lên cho các bác cái cây sâm thịt nhá. Đây. Đấy, nó sẽ là cái cây sâm thịt như này. Giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20k trong cây sâm thịt như này thôi. 20.000 nhá. Đấy, các bác dùng để mình sâm thịt nhá. Sâm thịt mình chế biến đồ ăn rất là ngon luôn. Đó, chế biến đồ ăn rất là ngon luôn nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. 20.000. Đây, em thử cho các bác cái con bóng 3 màu này. Đấy, xoáy vào cho em này. Đó. Sau đó thì các bác tắt đi, bật lên này. Đấy, một nó sẽ là màu trắng này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, sau đó là màu vàng này, màu trắng đây, màu vàng này và trung tính này. Đấy, nó có 3 màu như này. Đấy, giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một con bóng 3 màu như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng led nhá, bằng led. Đó.
Tiếp theo thì nó còn là con bóng 3W 10.000 nhá. Con bóng 3W như này. Các bác có thể để các cái khu vực nào mà mình cần thì chiếu sáng liên tục, nhưng mà cần độ sáng vừa phải để tiết kiệm điện. Đấy, ngoài cổng, ngoài cửa, các khu vực mà lúc nào cũng cần phải có ánh sáng, nhưng mà chỉ cần là sáng vừa phải thôi. 3W giá chỉ có 10.000 thôi. Bóng 3W 10.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng xoay nhá. Con bóng xoay này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả bóng cả đuôi luôn. Cái đèn xoay này bao nhiêu đấy? Phương ơi, cái đèn xoay bao nhiêu? Đây, nó sẽ là một con đèn xoay như này, bao gồm cả đèn cả đuôi luôn. Đấy, bật lên là nó sẽ xoay nhá các bác nhá. Đó. Bật lên là nó sẽ xoay. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp luôn các bác. Đó. Đây các bác này, nó sẽ xoay như này các bác này. Đấy, nó sẽ xoay rất là đẹp như này các bác này. Đó, thì các bác có thể để trong phòng khách, phòng ngủ này, phòng ăn này, đề co trang trí này. Đấy, hoặc ngoài sân vườn cũng rất là đẹp luôn. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn xoay, giá sẽ là 50.000. Đấy. Bao gồm cho các bác cả đèn cả đuôi luôn, cả đèn cả đuôi luôn. Combo như này giá sẽ là 50.000 nhá. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ đèn xoay như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cái bộ lưỡi kép bao gồm là 3 lưỡi như này. Đấy, một bộ lưỡi kép bao gồm 3 lưỡi như này, lắp vào đây cho em. Đó. Đấy, thì các bác dùng để mình xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 70.000 nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Để các bác xay tỏi, xay ớt, xay tiêu. Đây, 70.000, máy xay tỏi ớt 70.000. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mã hàng mới bên em tiếp tục về ngập kho để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Hàng của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ và công suất của nó sẽ là 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Rất là ngon cho các bác luôn. Đây. Đấy, khi các bác sử dụng thì xoáy cho em đồng thời cả hai nút nhá. Nút bên này nó sẽ là nhiệt độ, nút bên này là thời gian này, min max là nhiệt độ và thời gian. Đấy, về nhà các bác bóc cho em cái màng chống xước này ra. Đó, đây. Ở trong này của nó sẽ là một cái con mai so tỏa nhiệt như này, thì nó giúp cho làm chín đồ ăn, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, làm chín làm nóng các kiểu con là điều luôn. Điện 220V nhá, 1500W, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi chiên không dầu 10 lít cả vỏ các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá. Nồi chiên này, đấy. Nồi chiên không dầu. Không dầu. 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít. 10 lít cả vỏ luôn, cả cái vỏ to này, cả cái vỏ này là 10 lít này. Còn nguyên cái phần để chiên này thì vào khoảng 4 lít này, 4 5 lít. Giá sẽ là 590.000. 590.000 và bao ship tận nhà cho các bác nhá. 590.000. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 590.000 thì các bác nồi chiên không dầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc bình áp quy nhá. Đấy, thì nó sẽ có hai dòng, một dòng em lên cho các bác cái mã sạc bình áp quy nhá. Có con là 12V và con này là 1224. Con 12V này thì nó sẽ là 8A và 4A này. 12V thì 8A, 24V là 4A. Còn con này của nó thì nó sẽ là 12V 5A. Đấy, nôm na là như thế. Còn tùy theo các bác nhu cầu các bác như nào các bác mua. Con này thì sẽ là 12, 24, 290.000 bao ship nhá. 290.000 bao ship. Đấy, còn con này thì sẽ là 12V 190.000. Đấy. Tất cả thì đều có chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều, rồi nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là con 12, nguyên 12 này. Còn con 24, 12, 24 thì nó sẽ to hơn một chút này. Đấy, nó to gần như gấp đôi luôn, gần như gấp đôi, dung lượng của nó lớn hơn. Đều là có khử sun phát, đảo chiều, đảo biếc các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa. Phương ơi. Bộ điều khiển từ xa thì bên em có hai mẫu, một là mẫu cắm trực tiếp nhá. Đấy. Về nhà thì các bác có thể cắm thiết bị mình vào đây, sau đó thì dùng cái công tắc này cho em. Lấy trên cái bộ đấu nối. Đấy. Cắm trực tiếp thiết bị vào đây, sau đó thì mình điều khiển qua cái này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ này là bộ cắm trực tiếp nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng đấu nối như này. Đấu nối này thì giá sẽ là 95.000, cũng có điều khiển từ xa nhưng mà về nhà thì các bác bắt buộc là mình phải đấu nối vào cho em nhá. Đấy, bắt buộc phải đấu nối này, có cái móc khóa này.
và về nhà thì các bác đấu nối vào cho em. Đấy, đầu vào đây, input vào này, vào này. Đấy, sau đó thì đầu ra này. Đấy, thì đầu vào của thiết bị này, sau đó là ra thiết bị đây. Đấy, và con này cũng có điều khiển từ xa đây, có điều khiển từ xa đây các bác này. Đấy, thì con này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, điều khiển đấu nối đen này, đấu nối màu đen. Giá sẽ là 95k nhá. 95k thì cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là bộ điều khiển cắm trực tiếp, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000. Và bên em bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút nhưng mà rất là tiện dụng luôn. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt chống thấm nhá. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa bão, mùa thấm rột rồi. Thì các bác dùng cái xịt này cho em rất là tiện này. Đấy. Trước khi dùng thì lắc đều lên cho em, và cái phát nhấn đầu tiên là nhấn quan trọng thì các bác nhấp mạnh tay cho em một chút này. Đấy, đấy. Lắc đều lên cho em, sau nhấp mạnh tay một chút để cho nó ở cái đầu này thì nó hay bị tắc ở cái đầu này là do nó đang bị khô ở cái đầu này. Đấy, nó ở khô ở cái đầu này thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy. Lắc đều lên cho em, sau đó thì mình nhấp đều lên cho em. Đấy đây. Nếu mà các bác mà nó bị tắc nha thì các bác cứ nhấn lì để cho nó đẩy hết cái phần đặc ra. Đấy, đây. Bác thấy không? Đây. Đấy. Khi em xịt lên như này thì cái xịt lên như này thì khi mà các cái phần thấm rột này, đấy nó là dạng là nano các cái phân tử nano nó sẽ thấm vào các cái bề mặt mà bị lỗ, bị thấm rột nhá. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là bịt hết các cái phần bị thấm rột, bị nứt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Đấy, bình xịt chống thấm giá sẽ là 45k trong bình xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. Đấy. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. Đấy. Con này thì các bác có thể diệt được hết các loại chuột luôn, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng là diệt được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy. Hàng thì hàng nó sẽ là hàng số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, bán trên toàn cầu luôn nhá. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan mà bán trên toàn cầu luôn, giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá, hàng của Nhật. Con này thì dòng này thì cực kỳ xịn sò luôn. Dòng này thì giúp cho các bác là chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Thì nếu bác nào mà hay bị đau lợi, viêm lợi, chảy máu trên răng thì dùng cái này cho em. Rất là tiện luôn, một combo như này 6 chiếc, giá sẽ là 25k một trong một vỉ như này. 25.000 cho một vỉ này bao gồm 6 cái. Giá siêu rẻ luôn. 1 2 3 4 5 6. Đấy, tính ra là 6 4 24, và có 4.000 thôi. Và có 4.000 cho một chiếc bàn chải như này, mà hàng nội địa của Nhật, chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 55.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. Combo cho các bác là vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, một đây, một bàn cạo, một hộp kem như này. Một bàn cạo, một hộp kem, và sẽ có cho bác là vào khoảng 30 cái lưỡi như này. 30 cái lưỡi, lưỡi là lưỡi kép nhá. Các bác dùng để mình cạo râu, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 55.000 thôi. Một bộ này thì của nó là thấp nhất là được 30 lưỡi, có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi nhá. Đấy, nhưng mà em cứ tính nôm na nó là 30 lưỡi thôi. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem này. Đấy. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 55k nhá, 55.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đũa inox nhá. Đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 cho một vỉ như này, bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5 đôi. Đấy, đũa inox 304, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức này. Đấy, lên cho em là đũa inox. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Giá chỉ có cho các bác là tên mã giúp cho em đó là đũa inox này. Đấy. Đũa inox giá sẽ là 55k trên một vỉ như này nhá, 55.000 trên một vỉ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 một dây, 50.000 một dây. Ở đây thì nó sẽ có 3 đầu như này nhá, chiều dài khoảng 1 mét nhá. Chiều dài khoảng 1 mét, có 3 đầu này, Samsung, Taishi đều được hết nhá. Hàng to, chống đứt này. Đấy, dẫn điện tốt này, cho nên là các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, chống cháy nổ rất là tốt luôn. Tên mã giúp em đó là sạc béo. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 50.000 thôi. Sạc béo 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kính hàn nhá. Đấy, kính hàn. Giá sẽ là 100 lên cho bác cái mã kính hàn điện tử nhá, kính hàn điện tử đây. Đấy, thì các bác nào chuyên làm thợ hàn thì dùng con này cho em. Về nhà thì hàng mới tinh của Nhật này.
bóc cho em cái giấy bóng này ra này. Đấy các bác bóc hết lột cho em cái giấy bóng này đi. Đó. Và đây thì nó sẽ là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời, cho nên các bác yên tâm không cần phải sạc này. Đây nhá. Các bác dùng khi mà dùng bình thường thì nó sẽ là như này. Đấy thì khi mà có ánh đèn mà chiếu vào ấy, có ánh đèn mà khi mà bị nó bị phản xạ ánh sáng nhá. Đấy các bác này. Đấy. Khi mà nó bị phản xạ ánh sáng thì nó sẽ che cho các bác nhá. Đấy. Nó sẽ che cho các bác luôn. Thì con này khi mà phản xạ ánh sáng thì nó sẽ tối đi nhá. Đấy. Khi mà các bác hàn ấy thì cái tia hàn của mình nó sẽ giúp cho các bác là tối đi. Đấy. Cái tia hàn nó nhấp nháy là nó sẽ giúp cho các bác là che tối đi. Bỏ ra thì nó lại sáng, nôm na nó là như thế nhá. Lên mã giúp cho em đó là kính hàn điện tử này. Đấy, có dây đeo riết đàng hoàng. Giá thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 140.000 trong con kính hàn điện tử này thôi. Lên cho em là kính hàn điện tử, giá sẽ là 140k nhá. 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 190.000. Đó. 190.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy. Ở đây thì sẽ là bao gồm là vít này, điều khiển này, một pin năng lượng này và một đèn thế này. Đấy. Con này thì ban đêm thì khi mà các bác cắm vào trong cái tấm pin thì ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Đấy, ban ngày nó sẽ tắt. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là khá là sáng luôn. Thì rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhá. Đó, có thể xoay đảo chiều như này. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Con này thì khi các bác dùng thì nó khá là tiện ích và vừa vặn. Đấy, có tấm pin năng lượng các bác cắm vào, có điều khiển điện trước đàng hoàng, đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho bác luôn. 190.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cước câu các bác này. Đây, cước câu đây. Đấy. Các bác lên cho em là cước câu nhá. Đấy, con này thì một quận như này. Chiều dài của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, khá là nhiều luôn. Cước này là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Rất là dài luôn các bác này. Đấy. Cước siêu dài luôn các bạn. Đấy, siêu dài luôn, cá to cá nhỏ chơi được hết nhá. Lên cho em là cước 3 ly nhá, cước 3 ly. Giá thì lên cho em là cước câu giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái quận cước câu như này thôi. Nói chung là thoải mái luôn. Về nhà các bác sử dụng thoải mái luôn, không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Một quận như này thì nói chung là dùng thì có mà dùng cả đời luôn các bạn, nhiều lắm. Đấy, lên cho em là cước câu, giá của nó sẽ là 20k cho một quận cước câu như này nhá. 20.000 cho một quận cước câu như này. Ừ, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm vấn nhá. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã đồng hồ đây. Một cái đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Đồng hồ này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55 này. Đồng hồ 55, đấy, 55. Con này thì nó sử dụng bằng pin thôi. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho một con đồng hồ 55 như này. Con này thì nó là dòng sử dụng pin nhá, dòng sử dụng pin. Đấy, của thương hiệu SKM này. Rất là đẹp luôn. Có lịch liếc các thứ đàng hoàng nhá. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp. Mặt của nó cũng rất là sang trọng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ 55 nhá. Đồng hồ 55. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ các bác lên cho em là điện tử dây thép nhá. Đấy. Đồng hồ này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì nó lại là thuộc dạng là dây thép. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu con này thì có hai màu, màu vàng và màu đen như này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá, có hai màu, màu vàng và màu đen. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em đó là 100k, đồng hồ điện tử này. Điện tử dây thép nhá. Dây thép. Đấy, đồng hồ bằng điện tử nhưng mà nó lại là dây thép như này. Đấy. Điện tử và dây thép như này. Con này đeo thì rất là sang xịn mịn luôn. Đây, khi các bác đeo vào thì nó rất là sang các bác này. Đấy. Nó gọn như này các bác này, rất đẹp luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép nhá. Đấy, nó này nó sẽ là dòng đồng hồ điện tử. Đấy, có lịch ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn và chạy bằng số điện tử như này. Và dây của nó là dây thép nhá. Lên cho em là đồng hồ điện tử dây thép, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con điện tử dây thép như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp nguyên cái lớp túi bóng này. Về nhà các bác bóc cho em, túi bóng chống xước các bác bóc cho em nhá. Đồng hồ điện tử dây thép này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ
Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đây. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vuông nhá, đồng hồ vuông. Đấy, đồng hồ vuông như này. Lên cho em là đồng hồ vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi, 90k. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ vuông nhá. Đồng hồ vuông. Đấy. Đồng hồ điện tử, con này thì cũng là điện tử thôi. Đấy, đây sẽ là điện tử như này. Thì lên cho em là đồng hồ điện tử vuông nhá, đồng hồ điện tử vuông. Giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một con đồng hồ điện tử vuông như này. Đó, đây, rất đẹp không nhá. Giá thì chỉ có 90 cành thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. 90k cho một con đồng hồ điện tử vuông như này các bác nhá. 90.000 một chiếc. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử vuông này. Đồng hồ điện tử vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k một chiếc. Dây này của nó thì nó sẽ là bằng dây nhựa. Đấy, dây nhựa nhá. Đấy, còn con này thì nó sẽ là đồng hồ điện tử và dây của nó thì là dây thép không gỉ nhá. Dây thép không gỉ, con này là 100. Còn con này thì dây nhựa và giá của nó sẽ là 90.000, 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cái mã đồng hồ thể thao con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này nhá. Cũng rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con đồng hồ thể thao như này. Lên cho em là đồng hồ thể thao. Giá của nó sẽ là 80.000 các bạn. 80.000. Có đèn các bác này. Đấy, đèn điếc các thứ đàng hoàng. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đây, đèn sáng có đây. Đó, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy. Các bác lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái tỉa lông mũi này thôi. Giá thanh lý cho các bác 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi như này. Hàng bằng inox 304. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái này. Nó sẽ là cái giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp một bịch này của nó thì sẽ là 30.000. 30.000 cho một bịch giấy lau bếp như này. 30k cho một bịch giấy lau bếp này, 80 tờ luôn. Tha hồ cho các bác thoải mái lau nhá. Giấy lau bếp 30.000 này. Đó. Nó sẽ là thuộc dòng là giấy ướt và có sẵn các cái xà bông và chất tẩy rửa đó. Đấy. Lau bếp và có sẵn xà bông chất tẩy rửa đâu. Các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy các bác thấy không? Em lau cái vết mực này mà nó viết mà nó còn sạch luôn đấy các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, lau sạch luôn. Con này thì nó đã có sẵn cái tẩy rửa rồi cho nên là mình dùng nó rất là thích nhá. Có xà bông, có chất tẩy rửa luôn. Thì các bác lau vết mỡ rồi vết dầu bám các thứ rất là ok nhá. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái sáp ô tô rồi đấy? Giá của nó sẽ là 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Hàng này của nó thì rất là thơm luôn. 40k nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k. Có hai màu này. Đấy, có hai màu như này. Đây, em về thì lô này nó sẽ có hai màu nhá. Thì các bác để trên ô tô rất là thơm luôn. Để ô tô này, phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con lăn bụi nhá. Con lăn bụi như này. Đấy, đây, các bác có thể tháo ra. Đó, và đây nó sẽ là một cái dòng con lăn và nó giúp cho các bác là lăn bụi rất là tốt luôn. Đấy, lăn các cái vết bụi bám rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cái con lăn bụi này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một bộ nhá. 25.000 cho một bộ. Một bộ thì các bác sẽ được tặng kèm thêm 2 miếng con lăn này nữa. Và mỗi con lăn này là 100 miếng luôn. 100 miếng các bác cứ bóc ra sau đó thì mình lăn. Và bụi bẩn nó sẽ bám ở đây rất sạch sẽ luôn. Con lăn bụi giá sẽ là 25k nhá. 25k cho con lăn bụi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là đây. Nó sẽ là máy hút chân không nhá. Máy hút chân không thì có sẵn cả máy cả túi bóng cho các bác luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Giá rất hợp lý cho các bác rồi nhá. Cái này thì các bác dùng để mình hút chân không túi đồ ăn đồ yếc mình hút mình bỏ vào tủ lạnh rất là tốt luôn. Máy hút chân không nhá. Cái máy hút chân không này bao nhiêu đấy? Lên cho em là máy hút chân không này. Máy hút chân không.
Tên cho em là máy hút chân không, giá sẽ là 85k nhá. 85k cho một con máy hút chân không nha. Rồi ok.